Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn đây chính là kết cục của hậu thổ nương nương trong ngũ thần hồng hoang, tuy bà không công khai đối nghịch với thiên đạo, nhưng việc bà làm lại là chuyện khiến thiên đạo phẫn nộ nhất. Nhưng khi đến thủy thần cung công, vị chủ thần này lại không nhẫn nhịn như hậu thổ nương nương. Trực tiếp lãnh đạo các chi nhánh của thủy tộc, công khai đối đầu với thiên đạo, thể chết sẽ không giao quyền kiểm soát thủy tộc ra. E ngại pháp tắc đất trời, thiên đạo không thể tự mình ra tay đối phó cung công. Chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của các tộc khác đã thần phục như nhân tộc cùng thủy tộc để khơi mào cuộc chiến. Cung công thất thủ dưới sự liên thủ của chúng tộc, sau khi thất bại, đã tức giận xông vào núi Bất Chu, khiến thiên hà sụp đổ và hồng thủy dâng ngập trời. Kinh hoài nam tử có dậy, cung công gọi hồng thủy, biến đất đai thành một mảng trắng xóa. Sau đó, nhận thấy trong cơn hồng thủy đang ẩn chứa điểm họa diệt thế, vạn tộc không thể không tề tâm nhờ cậy Thiên Đạo ra tay. Đây chính thì cái gọi là nguyện vọng của muôn dân là lòng trời. Thiên Đạo chạm bốn chân của con rùa khổng lồ, Đặt lại bốn cực, đồng thời ra lệnh cho nữ oa yêu tộc luyện đá để vá trời. Đợi khi hồng thủy rút đi, vạn tộc hồng hoang trôi nổi trên mặt nước phát hiện ra rằng gia viên của họ đã biến mất không dấu vết, diện tích của thế giới hồng hoang đã giảm gần một nửa. Lúc này, Tạ Lưu Vân và tôi đang thăm thú nơi thung lũng sâu trong tộc Tương Liễu sinh sống, lắng nghe Thánh nữ tộc Tương Liễu, Liễu Chi Nhung kể về nguồn gốc của thời hồng hoang quy khư. Kể đến khi hồng thủy rút đi hết, Liễu Chi Nhung ngừng nói và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đẹp và hỏi, các người có biết hồng hoang đã lạc mất đi đâu rồi không? Rất đơn giản, nó đã bị quy khư nuốt chừng. Tạ Lưu Vân nói, không sai, đúng là bị quy khư nuốt chừng rồi. Sau khi nước lũ rút đi, vạn tộc đều đổ tội cho cung công, không những huyết mạch cung công bị xóa sổ, mà còn đuổi cùng giết tận thủy tộc trong thiên hạ. Trong quy khư cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, thủy tộc bị vạn tộc truy lùng giáo giết. Nhân tộc không buông tha cho bọn họ, thú tộc cùng yêu ma cũng đuổi giết bọn họ. Bởi vì nếu không phải cung công đâm sập núi bất chu, bọn họ đã không bị quy khư nuốt chừng, vĩnh viễn giam cầm ở đây, không thể quay về thế giới bên ngoài. Những ngàn năm đếm không xuể sau đó, trong hồng hoang quy khư phần lớn thủy tộc đã bị quét sạch, các nhánh còn lại ở những nơi khác nhau hoặc là ở ẩn trốn vào mật địa không xuất hiện, hoặc phản bội và trở thành nô lệ của các nhân tộc khác. Cả tộc tương liễu thuộc nhánh truyền thừa mạnh nhất của thủy tộc, năm đó khi bị quy khư nuốt chừng, họ cũng bảo tồn được một phần lực chiến đấu tinh nhuệ của mình, vậy mới có thể tồn tại hàng nghìn năm như vậy. chương 506, Vạn Cổ Kỳ Oan 2 Tuy nhiên, theo dòng thời gian trôi, do tốc độ sinh sản của tộc tương liễu chậm, thời gian phát triển của tộc nhân lại quá dài, khiến ưu thế ban đầu về lực chiến cũng dần biến mất. Bây giờ chỉ còn lại vài ngàn tộc nhân, ở lại bàn xã U Cốc để lánh đời. Chính xác thì quy khư là gì? Sau khi nghe điều này thì tôi hỏi, ta cũng đang muốn hỏi các người câu này, bọn ta là người trong cuộc, các ngươi là người ngoài cuộc, Lẽ nào các ngươi cũng không biết? Liễu Chi Nhung hỏi ngược lại tôi, bất kể quy khư là cái gì, ta có thể khẳng định, chuyện này nhất định có liên quan đến Thiên đạo. Tôi đáp, ngươi nói đúng, tiếp đó, Liễu Chi Nhung đã kể cho chúng tôi một bí mật rất sốc. Sau khi Thiên đạo đánh bại Thái cổ thần ma, thì phát hiện ra rằng ý chí của Thái cổ thần ma căn bản không thể hoàn toàn bị tiêu diệt, vì vậy mà cố gắng phong ấn những ý chí này vào huyết mạch của vạn tộc hồng hoang hầu hết đều phong ấn vào huyết mạch của nhân tộc số ít bị phong ấn vào cơ thể của yêu ma và hung thú làm xong tất cả điều này thiên đạo vì cạn kiệt năng lượng mà rơi vào giấc ngủ sâu không biết qua bao nhiêu năm sau khi thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì phát hiện ra rằng ý chí của thái cổ thần ma không hề bị suy yếu và phân tán lại còn trở nên mạnh mẽ hơn theo sự hưng thịnh phồn vinh của vạn tộc hồng hoang thậm chí còn có dấu hiệu của sự hồi sinh thức tỉnh vừa hay lại vào ngay lúc cung công làm trái thiên đạo vậy nên thiên đạo nhân cơ hội phát động trận đại chiến lớn nhất hồng hoang. Được dẫn dắt bởi hỏa thần Trúc Dung cùng với thủy thần cung công quyết chiến hồng hoang. Giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, cho dù là thiên đạo cũng chỉ có thể mượn tay người khác mà hủy diệt chúng sinh, bổn tôn của hắn không thể chịu nổi nhân quả từ việc hủy diệt chúng sinh. Mặc dù trận chiến này đã ảnh hưởng đến hàng tỷ sinh linh, nhưng thương vong mà nó gây ra không thể ngăn cản ý chí của thái cổ thần ma phục sinh. Vào thời điểm này, Thiên đạo nhắm rằng thương vong trong chiến tranh không thể ngăn được ý chí của thái cổ thần ma phục sinh nữa, thế nên đã có ý nghĩ muốn dùng hồng thủy diệt thế. Vì vậy mà thiên đạo đã cố gắng mượn tay của vạn tộc để đẩy cung công vào tuyệt cảnh, hứa rằng chỉ cần ông ấy đánh sập núi bất chu thì sẽ để lại một đường sống cho thủy tộc. Cái gì? Ý của ngươi là đại hồng thủy quét sạch thế giới hồng hoang thượng cổ là do thiên đạo tính toán? Tạ Lưu Vân kinh ngạc hỏi, nếu không phải là ý trời nhân quả do hồng thủy tạo thành cũng đủ để cơ thể lẫn thần hồn cung công bị hủy diệt, giờ đây hồn của cung công vẫn còn tồn tại trong quy khư, đây chính là minh chứng tốt nhất. Những gì Liễu Chi Nhung nói quả thực không sai, nếu hàng tỷ thương vong do hồng thủy của cung công gây ra, thì cung công chắc chắn sẽ trở về với trời đất, không thể để lại ý chí, tàn hồn ở đây. Nhân quả diệt thế quá lớn, cung công có thể gánh chịu ô nhục, nhưng trời đất công bằng, vô tư, nghiệp chướng vẫn sẽ tính đến chỗ thiên đạo, Vậy nên Thiên Đạo không thực sự mượn Hồng Thủy để tiêu diệt vạn tộc, mà dựa vào Quy Khư để chia thế giới Hồng Hoang thành hai nửa. Về phần lai lịch của Quy Khư và lại được Thiên Đạo thuận tay lợi dụng như thế nào, tôi chỉ có thể suy đoán rằng Quy Khư có liên quan đến nước, không phải Hồng Thủy do công công gây ra, Quy Khư cũng không thể nuốt chửng Hồng Thủy được. Như vậy mà nói, sau khi ý chí của Thái Cổ Thần Ma bị phân thành hai thế giới, đã không còn khả năng hồi sinh nữa. Trải qua rất nhiều ngàn năm sau, Thiên Đạo không ngừng cải biến thế giới bên ngoài, Hoàng đế thống nhất Đại Hoang mở ra một kỷ nguyên mới, nhân tộc lần nữa hưng thịnh, ý chí của Thái Cổ Thần Ma từng chút một phai dần rồi tiêu tán. Thời đại hỗn loạn là thời gian kéo dài hơi tàn cuối cùng của ý chí Thái Cổ Thần Ma, đợi khi tam đạo giáng thế, sẽ không có ý chí của Thái Cổ Thần Ma nữa. Nhưng trong thế giới quy khư, Thiên Đạo đã sử dụng một thanh anh hùng chi kiếm để tính kế tất cả chúng sinh hồng hoang bị thất lạc, để họ tự giết lẫn nhau, tiêu hao ý chí của Thái Cổ Thần Ma. Rồi để vạn tộc tiếp tục tranh đấu không ngừng với thủy tộc dùng chiến tranh để hạn chế sự phát triển của nhân tộc hồng hoang, cho dù ý chí của thái cổ thần ma chưa hoàn toàn biến mất thì cũng không còn lại bao nhiêu. Đây chính là hiện trạng của hai thế giới bên trong và bên ngoài, trên thực tế, xét cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là phần sau của trận chiến giữa Thiên Đạo và thái cổ thần ma mà thôi. Và rõ ràng, Thiên Đạo đã giành được chiến thắng cuối cùng, bởi vì tất cả thái cổ thần ma đều không thể phục sinh sống dậy một lần nữa, không ai có thể thách thức uy quyền của Thiên Đạo. Tạ Lưu Vân tại sao thiên đạo lại muốn tiêu diệt các vị thái cổ thần ma tôi hỏi át chủ bài lớn nhất của thiên đạo là gì tạ lưu vân không trả lời trực tiếp mà hỏi lại tôi một câu bất tử bất diệt trường sinh chi đạo không sai thiên đạo đuổi cùng giết tận thái cổ thần ma bởi vì ba ngàn thần ma nguyên thủy cũng giống như thiên đạo vậy cũng đều là sự tồn tại bất tử bất diệt nghe ông ta nói vậy tôi xem như đã hiểu rồi trường sinh là cấm kỵ lớn nhất của thiên đạo ai có được sự trường sinh sẽ bị thiên đạo truy sát không thôi Nghĩ đến cuộc đời của cung công, tôi đột nhiên nghĩ đến ma đạo tổ sư, hai người quả thật giống nhau. Nếu như ma đạo tổ sư không phải sớm đã mất đi, không để thiên đạo có cơ hội uy hiếp, thì liệu ông ấy có phải là một cung công tiếp theo, bị thiên đạo lợi dụng chăng? chương 507, Đạo Tổ Sấm Ngôn 1 Sau khi nghe Liễu Chi Nhung kể rõ nguồn gốc và tình hình hiện tại của Hồng Hoang ở Quy Khư, liền đến lượt tôi và Tạ Lưu Vân kể về thế giới bên ngoài và giải thích tại sao chúng tôi lại đến đây. Tài ăn nói của tôi không bằng tạ Lưu Vân nên chỉ ở bên cạnh nghe hắn nói. Kiếp trước của tạ Lưu Vân chính là quốc sư lý thuần phong của thời đại đường, sáng tác ra thôi bối đồ để luận về khí số và vận mệnh của thiên hạ, hạ bút thành văn, lời lẽ lưu loát thao thao bất việt. Bắt đầu từ lúc hoàng đế thống nhất đại hoang, nói một hơi đến tận thời đại mạt pháp hiện nay. Mới đầu trưởng lão tộc tương liễu còn nghe say xưa, liễu chi nhung còn nghe đến hai mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng khi nghe đến việc thiên đạo giáng xuống ba đạo môn để kết thúc thời đại hỗn loạn thì ánh sáng trong mắt họ cũng bắt đầu tắt dần đi tam đạo nhập thế đại biểu cho việc nhân gian đã không còn hồng hoang nữa quê hương mà họ chờ đợi bao năm qua cũng không thể quay về nữa rồi trận chiến phong thần thiên đạo đại đạo chư thần lại là những chuyện mà họ không cách nào lý giải được nên càng nghe thì đầu óc càng mơ hồ hồng hoang không tu đạo chiến lực của họ chủ yếu đến từ ý chí của thái cổ thần ma được phong ấn trong cơ thể cách tu hành của họ cũng từ đó mà sinh ra. Theo sự suy kiệt của ý chí thái cổ thần ma trong hồng hoang của quy khư, lực chiến đấu của họ sớm đã thụt lùi, đời sau không bằng đời trước. Ở trong vạn tộc cổ chiến trường còn có hung hồn cấp bậc tương đương với đạo tổ, mà hiện tại, người có chiến lực mạnh nhất của hồng hoang quy khư cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang thiên tôn, mà người này lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết cả trăm năm nay chưa từng xuất hiện tại hồng hoang. Đợi đến khi Tạ Lưu Vân nói đến việc thế giới bên ngoài chỉ riêng nhân loại thôi đã có hơn hàng tỷ người, Bọn họ liền để lộ ra ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Ở thời đại đó của họ, nhân tộc ở Hồng Hoang cộng lại cũng không đến hàng chục triệu người, nên việc nhân loại ngày nay đã đạt đến con số hàng tỷ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tất cả những thứ này đều do Thiên Đạo khống chế sao? Một vị trưởng lão của tộc Tương Liễu chấn kinh mà hỏi lại. Đúng vậy, phụng thiên thừa vận, chúng sinh thuần phục. Tạ Lưu Vân đáp lại đáng tiếc thay, đáng buồn thay, bao nhiêu nhân loại như vậy lại cam tâm bị Thiên Đạo lừa gạt. Đến cả một người dám phản kháng cũng không có. Vị trưởng lão đó thở dài mà nói, Tạ Lưu Vân thoáng giật mình, hắn là người cầm cờ của nhân đạo đương nhiên không dám vọng ngôn chỉ trích thiên đạo, hắn liếc nhìn tôi một cái rồi nói, cũng không phải là không có ai phản kháng thiên đạo, chỉ là kết cục cuối cùng đều như nhau người mà ngươi nói là ai. Liễu Chi Nhung hỏi lại vấn đề này, cô hỏi hắn đi. Tạ Lưu Vân chỉ vào tôi nói, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, từ hỗn loạn đến phong thần chỉ có duy nhất một mình ma đạo tổ sư dám tranh giành với thiên đạo. Tôi đứng dậy nghiêm nghị nói ra, vậy kết cục của hắn thì sao? Liễu Chi Nhung lại hỏi, sợ là còn không bằng thủy thần, thủy thần còn có thể lưu giữ tàn hồn tại quy khư nhưng mà ma đạo tổ sư của chúng tôi sớm đã thân hóa hy di đồng quy với thiên địa. Hắn tên gì, lại có tư cách gì mà người dám đặt hắn ngang hàng với thủy thần? Trong giọng nói của Liễu Chi Nhung có vài phần không vui. Ha ha, từ ba ngàn năm trước ngài ấy đã sớm đến quy khư thế giới, còn mang từ nơi này đi một hòn đảo tên là đảo kim ngao tôi cười lạnh nói bộ tộc tương liếu trước giờ chỉ tôn sùng cung công là vị thần trí cao xem đây như nguồn gốc tín ngưỡng nhưng mà ma đạo tổ sư của chúng tôi lại là một sự tồn tại vượt qua cả tín ngưỡng không nói cái khác chỉ dựa vào giáo lý ma đạo ngài ấy dùng khi khai tông lập phái cũng đã đủ để ngài ấy lưu danh thiên cổ chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài thử hỏi chư thần khắp thiên hạ ai lại dám đem thiên đạo tính cả vào chúng sinh Cung công được vinh danh bởi vì đó là một thời đại đặc biệt, thời đại đó thần vị thưa thớt, nhân tộc vẫn chưa phồn vinh thịnh vượng, thần minh cũng chưa có năng lực siêu phàm. Mà ngày nay, thiên tôn của đạo môn đã có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, có được thần uy mà quỷ thần cũng khó mà dò xét, thời kỳ đỉnh cao ma đạo tổ sư có thể một mình chiến đấu với 12 thiên tôn, chỉ luận một thân chiến lực đã không hề thua kém thủy thần cung công. Nữ oa cũng là chiến thần thượng cổ, nhưng một đạo kiếm khí từ phân thần của đạo tổ liền chấn áp được bà ta, khiến bà ta chỉ có thể nuốt giận mà lui, từ việc này liền đã thấy được chiến lược của ngài ấy. Khi nghe tôi nhắc đến đảo Kim Ngao, một vị trưởng giả của tộc tương Liễu Lâm vào trầm tư, thần sắc hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó liền đứng lên kho người hành đại lễ với tôi. Tôi nhanh chóng vươn tay đỡ lấy, những tộc nhân khác cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu sao đột nhiên ngài ấy lại hành đại lễ với tôi. Thiết y trưởng lão, tại sao ngài lại hành lễ với hắn? Liễu Chi Nhung hỏi, quy khư xuất thế, nghịch loạn âm dương, trầm oan chiêu tuyết, cung công phục sinh. Lời tiên đoán 16 chữ này là do ma đạo tổ sư mà hắn nói để lại. Giải thích trầm oan chiêu tuyết nghĩa là tẩy sạch nỗi oan khuất đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Hết giải thích, cái gì, chương 508, đạo tổ sấm ngôn 2. Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt tộc nhân tương liễu nhìn tôi liền thay đổi hẳn. Bắt đầu từ liễu chi nhung, từng người nối tiếp nhau đi đến trước mặt tôi hành lễ. Tôi đứng yên bất động, thản nhiên đón nhận bởi vì tôi biết người mà họ tế bái không phải tôi mà là ma đạo tổ sư năm đó mà ngài ấy lại có tư cách nhận lễ này biểu tình của tạ lưu vân lúc này vô cùng xấu hổ hắn không ngờ đến tôi lại dễ dàng có được sự tín nhiệm của tương liễu tộc như vậy nhân loại có mưu đồ với hồn của cung công nên tất nhiên phải xây dựng quan hệ tốt với họ hiện tại tương liễu tộc đang đối mặt với kiếp nạn bị kim tộc xâm lấn hắn vốn đã quyết định đem toàn bộ lực lượng của nhân đạo đến tương liễu tộc giúp họ đánh bại kim tộc, sau đó liền âm mưu có được tung tích của hồn cung công. Nhưng giờ chỉ với một câu nói của tôi liền khiến hảo cảm của Tương Liễu tộc đối với Ma đạo tăng mạnh khiến cho một bụng thơ văn của hắn giờ đây một chữ cũng nói không nên lời. Mấy lời tiên tri này có lai lịch gì? Đợi đến khi tộc nhân Tương Liễu hành lễ xong, tôi liền hỏi Liễu Chi Nhung. Vốn tôi đã rất tò mò với lời tiên đoán này rồi, nhân cơ hội liền hỏi. Năm đó, tộc Tương Liễu chúng tôi từng gặp phải nguy cơ vô cùng lớn, ngay lúc đại hỏa lâm đầu liền có một nam nhân thần bí ra tay cứu giúp. Ba ngàn năm trước, hồng hoang ở quy khư gặp phải một trận chiến với quy mô lớn nhất. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là do nhân tộc ở hồng hoang phong tỏa bất chu sơn, liệt bất chu sơn vào cấm địa, cấm tất cả tộc nhân thủy tộc đến cúng bái hồn của cung công, cắt đứt nguồn gốc tín ngưỡng của họ. Vì vậy các bộ lạc của thủy tộc liên hợp lại để chiến đấu với bốn bộ lạc lớn của nhân tộc. Trận chiến từ Bất Chu Sơn một mực kéo dài đến tận Bắc Minh Hải vực ở phía bắc xa xôi của Hồng Hoang Quy Khư, các tộc đều bị tổn thương nặng nề con số thương vong phải lên đến trăm ngàn người tuy rằng nhân số của thủy tộc không bằng liên quân bốn tộc nhưng mỗi người đều có ý chí tử chiến chiến đấu đến cùng thả chết chứ không chịu thua trận chiến liền lâm vào trạng thái rằng co khi mà trận chiến rơi vào giai đoạn tàn khốc nhất một nhánh quan trọng của thủy tộc là hắc long tộc đột nhiên đào ngũ làm phản khiến thủy tộc toàn quân tan tác trận chiến bắc minh dường như toàn quân bị diệt tương liếu tộc có chiến lược mạnh nhất lại giỏi về thủy chiến cho đến khi những bộ lạc thủy tộc khác gần như bị diệt sạch thì họ vẫn ở trên biển vất vả chống đỡ. Cũng ngay lúc này, có người vượt biển Bắc Minh đến, phía sau kéo theo một hòn đảo cực kỳ lớn, đảo này chính là đảo Kim Ngao. Lúc đấy, tộc tương liễu chỉ còn lại hơn hai vạn người, bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Sau khi người đó hiện thân liền bay thẳng đến liên quân của tứ tộc, một kiếm chém thẳng xuống hắc đế thủ lĩnh hắc long tộc, phản đồ của thủy tộc. Sau đó lại một kiếm chém xuyên màn trời, dẫn phát ra ý chí của thế giới quy khư bao phủ hoàn toàn không chung của chiến trường. Chiến trường vốn đang quyết liệt như nước với lửa, chỉ sau hai kiếm của ngài ấy liền trở nên tĩnh mịch im ắng. Nếu ngài ấy không ra tay, tương liễu tộc ta sớm đã bị tận diệt vào 3.000 năm trước. Khi có tộc nhân biết được ngài ấy là người từ thế giới bên ngoài đến, liền hỏi xem ngài ấy có thể đưa họ ra ngoài hay không. Ngài ấy lắc đầu nói thế giới bên ngoài không còn chỗ cho chúng sinh thời hồng hoang dừng chân nữa sau này khi mà ngài ấy sắp đi liền để lại cho tộc nhân chúng tôi 16 chữ tiên tri. Liễu Chi Nhung nói, trận chiến Bắc Minh, thủy tộc chỉ còn lại mỗi tộc tương liễu, nhưng tứ tộc vì e ngại uy lực hai kiếm của ngài ấy nên không dám vây sát tộc tương liễu nữa. Ngặt nỗi thù này không thể quên được, hơn nữa người đó cũng đã rời đi, vậy nên tương liễu tộc liền mai danh ẩn tích, gian khổ cầu sinh. Trong lúc đấy cũng trải qua không biết bao nhiêu lần tập kích, vây giết, khi họ ẩn cư đến bản xà cốc thì chỉ còn lại mấy ngàn tộc nhân mà mấy ngàn người này bởi vì để lộ hành tung mà lại sắp phải nghênh đón sự thảo phạt của đại quân kim tộc, đây chính là tình trạng hiện nay của Tương Liễu tộc. Nghe đến đây tôi và Tạ Lưu Vân cùng liếc nhìn nhau, đã đến lúc chúng tôi phải đưa ra lựa chọn rồi. Tạ Lưu Vân không có quyền lựa chọn, hắn muốn có được hồn của cung công liền phải bảo hộ Tương Liễu tộc, bởi vì chỉ có tộc Tương Liễu mới biết cách tế bái để liên hệ với hồn cung công. Thủy tộc chỉ còn lại Tương Liễu tộc, nếu như bọn họ bị diệt thì có lẽ hồn cung công cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa lúc đầu cung công chính là vì con dân thủy tộc mà không tiếc hy sinh bản thân nếu như con dân không còn thì thế giới này cần gì phải có cung công nữa tạ lưu vân không có quyền lựa chọn còn tôi thì lại rất băn khoăn tôi rút ra anh hùng chi kiếm đồng nghĩa với việc toàn bộ hồng hoang quy khư chính là tổ đình của ma đạo trong tương lai nếu như tôi cũng cùng giúp sức với nhân đạo thì chẳng khác gì tìm cho ma đạo vô số tử địch ngay trước khi ma đạo làm chủ quy khư nhưng nếu như tôi không giúp đỡ tương liễu tộc thì lại hổ thẹn với 16 chữ tiên tri mà ma đạo tổ sư để lại. 16 chữ tiên tri này thay vì nói là để lại cho tương liễu tộc không bằng nói là để lại cho tôi. Ma đạo tổ sư ngôn xuất pháp vì, nếu như tôi đã biết rồi liền sẽ khiến lời tiên đoán của ngài ấy thành hiện thực. Giải thích ngôn xuất pháp vì nghĩa là lời nói đi trước, thuật pháp theo sau. Hết giải thích, tạ lan, ta biết chỗ khó xử của ngươi, ngươi không cần bày tỏ thái độ ngay bây giờ. Tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Được, vậy đợi sau khi ta hội họp với nhóm Thủy Hỏa sẽ đưa ra quyết định. chương 509, Nụ Hôn của Tử Thần 1 Dưới biển một màu xanh biếc, trên không trong lành sạch sẽ. Khi mà thức thần của Ngộ Dung Nguyên Duệ lần nữa lấy lại quyền khống chế thân thể thì cô ta đang chìm trong nước. Không thể ngự không phi hành ở hồng hoang quy khư, Ngộ Dung Nguyên Duệ thao túng quý thủy đạp nước đi đến vực đá ngầm bên cạnh. Đạo bào trắng như tuyết đã thấm đẫm nước, mái tóc cũng ướt súng xóa trên vai tuy rằng là chiến thần nhưng suy cho cùng vẫn một thân nữ nhi cô phải chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút mới có thể đi gặp người khác được phía dưới vách núi sóng cuộn gió gào tuy rằng trời cao đất rộng nhưng may mà yên tĩnh không có người khi mộ dung nguyên duệ bước lên đá ngầm chuẩn bị cởi bỏ mặt nạ thì từ trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh rơi xuống cùng thân ảnh đó còn có tử ý nồng đậm như băng xương mộ dung nguyên duệ động tâm niệm sau khi phát giác được người đến là ai liền rút pháp kiếm ra lập tức một đạo lôi kiếp canh kim cũng theo đó mà ra. Sấm sét xuất ra từ mũi kiếm, đánh thẳng lên thân ảnh kia kích phát ra một loạt tia chớp, tia chớp sau đó liền biến mất vào hư vô. Trong lòng Mộ Dung Nguyên Duệ khẽ động, vừa chuẩn bị triệu hoán pháp thân đã thấy thân ảnh đó đã khôi phục thần thức đang hạ xuống từ không trung đồng thời giữa không trung xuất hiện ánh đao màu xanh lam. Đao quang hiện hình, khắp trời đất đều bị tử ý bao phủ. Tử thần chịu uy cũng đồng thời bộc phát, toàn bộ sát cơ đều tập trung lên người Mộ Dung Nguyên Duệ, Mộ Dung Nguyên Duệ không kịp triệu hoán pháp thân, chỉ có thể dùng bản tôn mậu thổ để chống đỡ. Ngặt nỗi Thùy Hỏa đã có chiến lực của Thiên Tôn, mà Mộ Dung Nguyên Duệ chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chiến thần chi đạo, pháp kiếm lại không thể địch nổi hồn chi bi thương, sau khi bị một đao của Thùy Hỏa chém sạch hết kim quang hộ thể, lưỡi đao lạnh băng liền gác ở trên đầu vai của cô. Cái gọi là không khéo không thành sách chính là thế này, ai cũng không thể ngờ đến chiến thần và tử thần lại có thể gặp nhau ở đây, đúng là oan ra ngõ hẹp không ngờ ngươi lại bước đến một bước đó rồi. Trong lòng mộ dung nguyên duệ âm thầm than khổ nhưng ngoài mặt lại không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Cô ta biết thủy họa nhất định sẽ không giết cô ta, quy khư chưa định, tiên đạo còn có 30 vạn binh mã. Quan trọng nhất là thời đại mạt Pháp sắp kết thúc rồi, nếu như thủy họa giết cô ta thì tiên đạo tuyệt đối sẽ không trừ lại nửa phần cơ hội cho ma đạo kéo dài hơi tàn. Tương lai cô ta sẽ là tiên đạo tổ sư, tiên đạo sẽ bất chấp mọi giá để báo thù cho cô ta lúc này chỉ thấy thùy hỏa thúc động đao phong dịu dàng xẹt qua cái cảm trắng như tuyết của mộ dung nguyên duệ lưỡi đao lạnh băng dù mộ dung nguyên duệ là chiến thần chuyển thế cũng khó mà bảo trì bình tĩnh khi nó xẹt qua da thịt làn da tinh tế mỏng mạnh run lên khi đao phong lướt qua lỗ chân lông mở to ra cảm giác cứ như đang bị khó thở vậy ha ha vậy mà dám đánh lén ta thực đúng là tự tìm đường chết thùy hòa cười lạnh nói có chút chuyện sớm muộn gì cũng phải làm thôi mộ dung nguyên duệ tận lực giữ bình tĩnh nói Cô ta và Thùy Họa nói chuyện với nhau không cần cố kỵ bất cứ cái gì cả, họ đã hiểu quá rõ về nhau. Hơn nữa cả hai đều là những vị tướng sát phạt vô song, tuyệt đối sẽ không tồn tại tình huống mềm lòng mà nương tay, cũng chẳng tìm ra được lý do để nương tay. Nguyên nhân Mộ Dung Nguyên Duệ muốn giết Thùy Họa rất đơn giản, Thùy Họa mang mệnh cách phá quân, có được ký ức của hộ pháp Thiên Tôn Phá Quân Ma đạo đời trước, là vị tướng tung hoành ngang dọc, sát phạt vô song của Ma đạo. Ma đạo tổ sư của kiếp này còn lâu mới bị được với thần lực của đạo tổ khi đó, tham lang giỏi bài mưu và trận pháp, trước giờ vẫn luôn là một nhân vật có nhiều bí mật, chỉ có tướng quân phá quân lâm tùy hỏa với chiến công hiển hách, đối với ma đạo giống như một trụ cột vững chắc không thể lung lay. Có phá quân ở đây, ma đạo mãi mãi trường tồn. Vậy nên mộ dung nguyên duệ mới định nhân lúc thức thần của thủy hỏa chưa định để ra tay, đáng tiếc là cô ta có lòng mà năng lực lại không đủ, chỉ dựa vào lôi kiếp canh kim căn bản không thể tổn thương đến thân thể của tử thần mà khi cô ta vừa định triệu hoán phân thân thì lại tuyệt vọng phát hiện tử thần lâm Thùy hỏa đã có được thần niệm của thiên tôn. Đã có được thân thể cùng với thần niệm của thiên tôn rồi dù có danh xưng thiên tôn hay không cũng không còn là chuyện quan trọng nữa, chiến đao đã xuất hiện. Không chỉ mộ dung nguyên duệ muốn giết thủy hỏa mà thủy hỏa cũng đã nổi sát tâm với cô ta. Mộ dung nguyên duệ là một tồn tại mà tiên đạo không thể thiếu, tiền đồ vô lượng, sau khi niết bàn chính là tương lai của tiên đạo. Nếu như hiện tại có thể giết được cô ta trước khi thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, thì tiên đạo đã thua hết nửa ván cờ rồi. chương 510, Nụ hôn của tử thần 2 Đáng tiếc, cô ấy không thể thật sự giết chết mộ dung nguyên duệ. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc thì nhân vật chính của lần tranh đấu này là hai đạo tiên, nhân. Chỉ khi hai đạo này dùng toàn lực tranh đấu với nhau thì ma đạo mới có thời gian hồi sức. Nếu như nhân đạo hoàn toàn chiếm lợi thế trong toàn bộ cuộc chiến này, ngay cả khi ma đạo có thể thua quy khư làm tổ đình thì cũng không còn khả năng quật khởi nữa khi đó ván cờ này đã đi đến giai đoạn kết thúc trong ba đạo chỉ có nhân đạo mới có thể may mắn mà tiếp tục tồn tại thùy hỏa có thể bởi vì ghen tuông tức giận mà chém chết mộ dung nguyên duệ nhưng phá quân của ma đạo tuyệt đối không thể vì thù oán cá nhân mà chém giết người của tiên đạo đẩy ma đạo vào hiểm cảnh giết thì không thể giết rồi đó nhưng mà cô ấy cũng không định bỏ qua cho mộ dung nguyên duệ lúc này đao gác ngày càng gần cổ mộ dung nguyên duệ hơn Thùy Họa vươn tay ra hướng về phía mặt mộ dung nguyên duệ tìm kiếm. Mộ dung nguyên duệ nóng vội ngăn cản, hồn chi bi thương liền cắt ra một đường chỉ đỏ trên làn da trắng như bạch ngọc của cô ta. Lúc này mộ dung nguyên duệ đã chẳng còn cách nào phản kháng nữa, chỉ có thể rũ tay xuống. Mặt nạ màu thanh đồng phút chốc liền bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt thuần khiết tuyệt mỹ, giống như bóng trăng hiện lên dưới hồ nước do tuyết tan hóa thành giữa đêm mùa hạ. Đẹp đẽ tinh khiết khiến người ta không đành lòng phá hủy. Không hổ là cửu thiên huyền nữ chuyển sinh, thì ra ngươi sớm đã khôi phục dung nhan rồi, thật sự đúng là một mỹ nhân khiến người ta thương tiếc. Thùy Hỏa vuốt phe vật đang cầm trên tay, đầu ngón tay thon dài so ra lại lạnh hơn cả chiếc mặt nạ thanh đồng vài phần, đôi mắt vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa tính mịch yêu mỹ nhìn thẳng vào mộ dung nguyên duệ. Nhìn Thùy họa ngày càng sát gần lại, cảm nhận nhiệt độ xung quanh bất chợt hạ xuống mộ dung nguyên duệ liền có một loại cảm giác khủng hoảng mà ngay cả khi nãy bị hồn chi bi thương gác lên cổ cũng không có. Cô và Thùy họa định sẵn chính là kẻ địch, không biết cô ấy hiện giờ dự định sẽ xỉ nhục cô như thế nào cô nhịn không được liền run giọng hỏi cô định làm gì ha ha mộ dung nguyên duệ cô thật sự cho rằng tôi không biết chuyện giữa cô và tạ lan sao thùy họa nở một nụ cười lạnh cúi người đến gần đôi môi mỏng như đau lại đen như mực ngày càng ép gần giữa hai bờ môi hé mở hơi thở như xương phả lên vành tai hồng hồng của mộ dung nguyên duệ khiến cho cả mặt cô ta đỏ bừng nội tâm mộ dung nguyên duệ ngày càng căng thẳng liều mạng muốn lùi về phía sau nhưng Thùy Họa sớm đã nhận ra động tác của cô ta trước một bước liền vươn một tay ra phía sau giữ chặt chiếc cổ thanh mảnh mềm mại. Ngón tay thon dài của Thùy Họa từ từ vuốt ve cổ của mộ dung nguyên duệ, ngón tay dần dần siết chặt. Cổ của mộ dung nguyên duệ dưới tay Thùy Họa mảnh khảnh, xinh đẹp, mỏng manh, cứ như chỉ cần mạnh tay hơn một chút liền sẽ bị bóp nát. Lúc này xung quanh chẳng có ai, nội tâm Thùy Họa liền sinh ra ý nghĩ muốn bẻ gãy chiếc cổ này cho thống khoái, nhưng đến cuối cùng cô vẫn kiềm chế được sát ý trong lòng. Ngay sau đó, nụ hôn của tử thần dán lên môi của mộ dung nguyên duệ nụ hôn vừa hạ xuống liền như long trời lở đất đầu óc của mộ dung nguyên duệ một mảng trống rỗng khi đôi môi đó đã rời đi một hồi lâu thì đầu óc vẫn bị sự sỉ nhục vô tận chiếm lấy ta từng dùng danh nghĩa của cửu thiên huyền nữ phát thề khi gỡ mặt nạ này xuống ta sẽ tự tay lấy mạng tạ lan mộ dung nguyên duệ hung hăng nhìn chằm chằm vào thùy hỏa ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có cơ hội giết anh ấy sau khi nói xong Mái tóc trắng như tuyết của Thùy Hỏa không gió mà tự bay, bay phần phật rối tung trong không khí. Hồn chi bi thương tản phát ra từng đạo đao phong cực âm, trên cái cổ trắng như ngọc của Mộ Dung Nguyên Duệ lại lần nữa thấm ra từng giọt máu đỏ tươi. Ngay lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ cảm nhận được một sự khủng hoảng cực kỳ khủng bố từ tận đáy lòng, cô ta có thể cảm giác được Thùy Hỏa thực sự đã động sát tâm, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cái chết lại gần đến như vậy. So với cái chết, Mộ Dung Nguyên Duệ càng sợ sát na phương hoa hơn nhớ lại cuộc đụng độ khi ở trên biển, cô đã chứng kiến một đao kinh diễm của Thùy Họa khiến Đồ Sơn công tử phút chốc giả đi, trạng thái giả nua sau một đao đó khiến tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Giải thích sát na phương hoa xuất phát từ hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa dùng để chỉ nhan sắc giả nua của nữ giới, vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ có thể kéo dài trong phút chốc. Hết giải thích, tuy nhiên thân thể này là do cô niết bàn mà có nên tuyệt đối sẽ không giả đến như vậy. Thế nhưng cái cảm giác bị tử ý chiếm trọn tâm thần vẫn khiến cô vô cùng tuyệt vọng, cô luôn nghĩ rằng trước khi chết bản thân sẽ cảm thấy tiếc nuối cho nghiệp lớn của tiên đạo, thế nhưng chẳng hiểu sao cảnh tượng hiện lên trong đầu lại là những cảnh trên đá tam sinh ngày đó. Nếu như có thể lựa chọn, cô cần gì phải làm tiên đạo tổ sư? Thiên thu bắt đầu, giao cung hàn khổ, bất nhược thần tiên quyến lữ, bách niên giang hồ. Nghĩa là gánh vác vận mệnh ngàn thu, ở tại giao cung lạnh lẽo chịu khổ chi bằng làm một đôi thần tiên quyến lữ, dùng trăm năm du ngoạn giang hồ. Đáng tiếc cô không có quyền lựa chọn, cô chỉ có thể chọn vì tiên đạo mà sống tiếp nếu như mặt nạ đã tháo xuống dù cho cô có chứng được thiên tôn hay không thì cũng phải cắt đứt tình duyên nếu như ngươi thả ta ra ta sẽ nói cho ngươi biết nhân quả thật sự giữa ta và tạ lan mộ dung nguyên duệ nói được nếu ngươi nói ra ta sẽ thả ngươi đi thùy hỏa thu đao lại một chút ta và tạ lan kết duyên là bởi vì đá tam sinh ta không tin trên đá tam sinh tuyệt đối không thể có duyên phận giữa ngươi với anh ấy có phải thật hay không cô mang theo tạ lan đi xem là biết. Thùy họa trầm mặc, cuối cùng liếc nhìn mộ dung nguyên duệ thật lâu, đạp nước hướng về phía bờ biển bên kia mà bay đi. Nhảy lên vài cái, bóng người liền biến mất rồi. Đợi cô ấy đi xa, khóe miệng mộ dung nguyên duệ hiện lên một nụ cười tự diễu đắng chát. chương 511, Bí mật của Quy Khư 1 Bàn xa cốc ở sâu trong Bắc Minh Sơn của Hồng Hoang, hẹp dài tĩnh mịch, có thể dẫn thẳng đến Bắc Minh Hải. Lúc này, tôi và tạ lưu vân đang đứng trên vách núi phía tây của bàn xà cốc nghe liễu chi nhung kể về địa hình của hồng hoang bởi vì hồng hoang ở quy khư là một phần bị tách ra từ thế giới bên ngoài nên kết cấu hình dạng cũng không được hoàn chỉnh chỉ có năm trong số 10 ngọn núi nổi tiếng của hồng hoang tòa núi ở phía đông gọi là núi lưu ba một nửa là núi một nửa là biển là núi thánh của mộc tộc ở hồng hoang quy khư trên núi có lôi thú dưới biển có quỷ nghiêu phía tây là núi Côn Ngô, khá giống với núi Côn Lôn của thế giới bên ngoài hoặc cũng có thể nói hai ngọn núi này vốn là một. Côn Ngô Sơn cũng là nơi ngưng tụ khí canh kim của toàn thiên hạ. Phía nam gọi là Không Tang Sơn, Không Tang Sơn thuộc quyền quản lý của thanh đế một tộc hồng hoang, trong núi có cây cự tang như muốn xuyên thủng đất trời. Phía bắc gọi là Bắc Minh Sơn, sau khi thủy tộc bị vạn tộc ở hồng hoang truy đuổi, bất đắc dĩ phải rời khỏi Trung Nguyên liền xem đây là nơi dừng chân. Khu vực chính giữa chính là núi Bất Chu, Sơn Hải Kinh nói rằng bất chu sơn là do xương sống của bàn cổ người đã khai thiên lập địa hóa thành, hình dáng giống như cây cột trời cắm ngược. Núi Bất Chu là núi thánh trung của ngũ tộc Hồng Hoang, bởi vì núi Bất Chu là nơi chống đỡ toàn bộ thế giới Hồng Hoang quy khư. Đối với thủy tộc mà nói thì núi Bất Chu càng có ý nghĩa, thì cốt của thủy thần cung công đã hòa làm một thể với núi Bất Chu, so với núi Bắc Minh thì núi Bất Chu mới đúng là nguồn gốc tín ngưỡng của họ. Trong đại tộc của Hồng Hoang thì chỉ có thổ tộc ở Bình Nguyên, không có thế núi để dựa vào, nhưng mà thổ tộc lại là bộ tộc có thực lực mạnh nhất. Bình nguyên cỏ cây tươi tốt là nơi thích hợp nhất để sinh sôi nảy nở, tộc nhân của thổ tộc còn nhiều hơn so với tộc nhân của bốn tộc còn lại cộng vào. Thổ tộc trời sinh tính cách ôn hòa, không tham sát thiện chiến như hỏa tộc và kim tộc. Một tộc thích sống gần gũi với tự nhiên, cũng rất ít tham gia phân tranh. Từ sau lần vây giết thủy tộc từ 3.000 năm trước thì chưa từng rời bước tham gia chiến sự. Tương liễu tộc vẫn có thể trốn thoát khỏi vây giết tồn tại đến tận ngày nay là do bàn xà cốc có thể nối thông với Bắc Minh Hải, mà Bắc Minh Hải không phải nơi con người có thể đến gần, trong biển có vô số hung thú còn có hải thú hệ tử linh thường xuyên qua lại. Muốn tấn công tương liễu tộc, chỉ có thể đi vào từ phía nam núi Bắc Minh, phải vượt qua trùng trùng điệp điệp trướng khí và độc trùng bao phủ khắp núi non, giết đến tận bàn xà cốc ở sâu bên trong. Tuy rằng núi Bắc Minh vô cùng hung hiểm nhưng bàn xà cốc lại thật sự là nơi đẹp đẽ để sinh sống. Tộc tương liễu đã cắm rễ 3.000 năm ở bàn xà cốc, sớm đã xem nơi đây là nhà mà cẩn thận chăm sóc từng nhánh cây ngọn cỏ. Tộc nhân dùng cây dựng nhà, đào núi làm phòng, yên tâm sinh sống ở nơi này. 3.000 năm quá lâu, tộc đã ngày càng ít ngóng trông về phía núi Bất Chu. Sỉ nhục ở núi Bất Chu tuy rằng khó mà quên được, nhưng mà chỉ dựa vào tương liễu tộc chúng tôi đừng nói đến việc đi đến núi Bất Chu tìm về tín ngưỡng, xây lại thủy thần điện đến việc đặt chân quay lại hồng hoang cũng không làm được. Cho dù chúng tôi đã ẩn cư ở bàn xà cốc không dám đi ra ngoài vậy mà kim tộc vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Liễu Chi Nhung thở dài nói, tại sao kim tộc vẫn luôn không tha cho các người vậy? Chỉ trách khi thủy tộc vẫn còn cường thịnh đã diệt quá nhiều người của kim tộc. Sau này hồng hoang lưu hành cách nói về ngũ hành, nói kim chìm là do thủy. Bạch đế của kim tộc cho rằng kim tộc muốn thống nhất hồng hoang thì bắt buộc phải diệt sạch thủy tộc, khi đó mới có cơ hội tranh giành trung nguyên với thổ tộc nói như vậy thì hồng hoang quy khư bây giờ do thổ tộc đứng đầu không sai hiên viên đế của thổ tộc hùng tài vĩ lược sinh sôi này nở ra trăm vạn dân sinh có quan hệ tốt với thanh đế lại kết minh với xích đế vốn là hậu duệ của trúc dung hỏa tộc kim tộc tuy rằng vẫn luôn dán chặt mắt vào thổ tộc nhưng ngoài mặt lại không dám tranh đoạt trung nguyên với thổ tộc chẳng lẽ tiêu diệt được thủy tộc thì hắn ta có thể làm thần đế thống nhất đại hoang sao tôi hỏi lại bên ngoài lưu truyền rằng thật ra kim tộc vẫn luôn truy sát chúng tôi là bởi vì muốn có được bí mật của quy khư mà thủy thần để lại cho chúng tôi. Liễu Chi Nhung nói, từ trước đến nay chẳng có ai hay biết lai lịch của thế giới quy khư, cũng chẳng có ai biết sốt của quy khư là gì. chương 512, Bí mật của quy khư 2 Trong truyền thuyết, trước khi thủy thần cung công chết đã nói với người mà ngài yêu là Liễu Yên Thạch và thủ hạ đắc lực giả đế về quy khư. Liễu Yên Thạch lúc đó chính là thánh nữ của tộc Tương Liễu, giả đế lại là người đứng đầu của tộc Hắc Long, Họ là phụ tá đắc lực của Thủy Thần Cung Công, cùng nhau phụ tá Thủy Thần khai chiến với vạn tộc Hồng Hoang. Sau này, Liệu Yên Thạch Tử trận cùng Cung Công, người biết được bí mật của Quy Khư chỉ còn lại Dạ Đế. Sau đó, Dạ Đế lại bị bốn vị thần đế hợp lực truy sát ở Bắc Minh Hải, chỉ vì ép hắn nói ra bí mật của Quy Khư. Dạ Đế thà chết cũng không nói, sau khi Dạ Đế chết thì chẳng có ai biết được bí mật của Quy Khư. Nếu như bí mật của Quy Khư đã chẳng còn ai biết thì tại sao Kim Tộc lại cứ bức bách các người? Tôi hỏi bởi vì sau khi tộc hắc long phản bội đã gia nhập kim tộc bọn họ ghi hận sự sỉ nhục năm xưa khi hắc đế bị giết liền đem khoản nợ máu này tính lên đầu tương liễu tộc là họ nói với kim tộc có thể tìm thấy đáp án về bí mật của quy khư từ tương liễu tộc thì ra là vậy tôi cảm thán một câu đến tối liễu chi nhung đến tìm tôi cô ấy đổi một bộ váy sa mỏng dưới đèn trông vô cùng xinh đẹp sa mỏng đến xuyên thấu đường cong căng tròn trước ngực hiện lên đôi chân bóng loáng mượt mà tuyệt đẹp tựa như được tạo thành từ bạch ngọc Động lòng người nhất vẫn là đôi mắt cô ấy, ánh mắt thay đổi trong chấp nhoáng, câu hồn đoạt phách. Ban ngày Liễu Chi Nhung cho người ta cảm giác là một người đứng đầu bộ tộc kiên cường bất khuất, chỉ có thể tôn trọng không thể bất kính. Mà cô ấy ngay lúc này, vẻ đẹp toát ra từ tận xương cốt, ánh mắt đong đầy nhu tình. Tộc tương Liễu tuy rằng không trầm mê nhục dục như xà tiên nhưng mỗi một người đều phong tình vạn trùng, hơn nữa nam nữ trong tộc lại vô cùng cởi mở. Vậy nên, thấy cô ấy mặc loại trang phục này tôi không hề bất ngờ. Liễu Chi Nhung vừa nói chuyện với tôi, ánh mắt lại không tự chủ được bị thanh anh hùng chi kiếm trên bàn hấp dẫn, nhất thời liền quên mất lý do đến đây, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thanh đoản kiếm đó. Sau khi tôi có được thanh kiếm này thì vẫn luôn dùng đạo bào bọc lại, đến tận giờ mới lộ ra bộ dáng thật sự. Đoản kiếm, phù văn ba màu đan sen điểm xuyến, màu vàng đại diện cho thái cổ thần giới, màu đen đại diện cho thái cổ ma giới, màu xanh lam đại diện cho thái cổ minh giới. Đây là kiếm anh hùng. Liễu Chi Nhung kinh ngạc nhìn hồi lâu mới giật mình hỏi. Ừm, tôi gật đầu, tôi đã đánh giá thấp anh rồi, thì ra anh đến không phải vì cứu vất tương liễu tộc chúng tôi, anh đến đây là vì muốn vạch trần bí mật của quy khư. Cô có ý gì, anh có biết rút kiếm anh hùng ra có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì, tôi hỏi, nghĩa rằng chỉ có anh mới có thể giải mã bí mật của quy khư. Xem ra, tộc tương liễu của cô thật sự biết bí mật của quy khư. Tôi nói, không, chúng tôi không biết quy khư là gì, nhưng mà tổ tiên liễu yên thạch từng để lại một câu nói cho tộc nhân chỉ có chủ nhân của kiếm anh hùng mới có thể vạch trần bí mật của quy khư tôi phải làm sao tôi khuyên anh cái gì cũng đừng nên làm bởi vì một khi vạch ra bí mật của quy khư hồng hoang quy khư liền gặp phải nguy cơ bị tận diệt trừ khi anh có thể có được sự công nhận của ý chí quy khư thay ý chí quy khư quản lý toàn bộ quy khư liễu chi nhung nói kiếm anh hùng từng được xem là một thanh kiếm hy vọng có thể đem đến hy vọng quay về quê hương cho chúng sinh trong quy khư người có thể rút ra thanh kiếm này chính là chủ cứu thế của hồng hoang quy khư. Nhưng mà hiện tại nó đã biến thành một thanh kiếm nguyền rủa bị thiên đạo nguyền rủa một khi tôi đưa ra lựa chọn sai lầm, chúng sinh ở hồng hoang quy khư có lẽ liền không thể tồn tại được nữa. Nói xong những thứ này, Liễu Chi Nhung liền rời khỏi phòng tôi. Cô ấy đến tìm tôi vốn là vì muốn tôi lưu lại giúp đỡ tộc tương liễu, sau khi nhìn thấy anh hùng chi kiếm cô ấy liền lựa chọn từ bỏ, bởi vì giữ tôi ở lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi để người khác biết được tôi giữ kiếm anh hùng, vạn tộc Hồng Hoang đều sẽ xem tôi như là tử địch, sẽ kéo đến cho bàn xà cốc vô cùng vô tận kẻ địch. Vậy nên cho dù cô ấy không hề nói rõ điều gì, nhưng mà ý của cô ấy chính là muốn tôi nhanh chóng rời đi, thậm chí là rời khỏi quy khư. Bởi vì vạn tộc ở Hồng Hoang quy khư đã không cần chủ cứu thế nữa, họ cũng chẳng hy vọng quay về quê hương bên ngoài kia, nơi đây mới là nhà của họ. Chỉ là dù sao thì tôi cũng là người có truyền thừa của Ma đạo tổ sư bản thân tôi không muốn đi thì cô ấy cũng chẳng thể đuổi tôi được. sau khi liễu chi nhung rời đi, một mình tôi đã suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi tạ lưu vân đột nhiên đến tìm tôi. tạ lan, ta hoài nghi tộc tương liễu thật sự biết được bí mật của quy khư. vừa gặp mặt tạ lưu vân đã nói, có ý gì? tôi hỏi. người nhìn địa hình của bàn sa cốc liền biết, bàn sa cốc hình như cự máng, phần đuôi nối thẳng đến bắc minh hải tương liễu tộc ngàn năm vẫn không bị diệt là bởi vì ở tại nơi hiểm yếu của Bắc Minh Hải mà không người nào có thể qua được. Việc này thì có gì kỳ quái chứ, tương liễu tộc bởi vì sống sót khẳng định phải tìm một nơi địa thế hiểm trở thì mới là an toàn. Vậy nếu như bí mật của Quy Khư có liên quan đến Bắc Minh Hải thì sao, người vẫn nghĩ là tộc tương liễu vô tình tìm thấy bản xà cốc sao? Quy Khư có liên quan đến Bắc Minh Hải, không sai, nhưng cụ thể như thế nào thì ta còn phải dùng thuật pháp thôi diễn một phen. Ở những nơi khác của quy khư không vào lục nhậm nên không cách nào thực hiện được, nhưng chỗ sâu nhất nơi mà bản xà cốc liên thông với Bắc Minh Hải, ta có thể dựa vào lục nhậm âm dương kiếm cưỡng ép thăm dò vài phần huyền cơ. Tối nay ngươi đi cùng ta, thay ta hộ pháp để ta thôi diễn thiên cơ. Được tôi gật đầu đồng ý, chương 513, Bắc Minh có cá một. Lục nhâm là một dạng chiêm tinh thuật của cung đình cổ đại, cùng với thái ất và độn giáp hợp thành tam thức. Nhâm thông căn với hợi, hợi thuộc về kiền quái, Kiền quái là đạo đứng đầu của bát quái, theo sau hợi là nước, là ngọn nguồn của vạn vật. Mà kỳ môn, thái ất đều do tham khảo lục nhâm mà ra, vì vậy nên lục nhâm được xem là đứng đầu tam thức, lục nhâm mà bình thường nói đến đều là đại lục nhâm. Đại lục nhâm đo trời lượng đất, nhìn thấu bổn nguyên vạn vật. Thôi bối đổ lúc trước là do Lý Thuần Phong dùng đại lục nhâm kết hợp với thái ất của thần toán viên thiên cương liên thủ với nhau viết nên, từ thời đại đường thôi diễn đến tận khi tám nước liên quân xâm lược. Sau này bởi vì đã thăm dò thiên cơ quá nhiều, viên thiên cương kịp thời tỉnh ngộ kéo Lý Thuần Phong lại thì thôi bối đổ mới đình chỉ. Vậy nên khi tôi nghe tạ Lưu Vân nói muốn dùng lục nhâm âm dương kiếm thôi diễn huyền cơ của Quy Khư thì nội tâm liền tràn ngập cảm giác mong chờ, cũng sinh ra vài phần kính nể hắn. Ba người cầm cờ của thời đại mạt Pháp, chỉ có tôi là vừa đi sau vừa thiếu hiểu biết, tạ Lưu Vân có thể xem như là đệ nhất kỳ tài thuật toán của đạo môn trong 3.000 năm nay, không nói đến tu vi chỉ tính mỗi thuật toán thôi thì thành tựu của hắn ở nhân đạo chỉ kém mỗi đạo đức thiên tôn. Đáng tiếc là thời đại mạt Pháp sắp kết thúc rồi, ánh sáng trên người tạ Lưu Vân nhất định sẽ lưu mở sau khi đám người Lữ Thuần Dương, Trương Đạo Lăng xuất thế. Đợi đến lúc đám người thiên tôn nháo nhào xuất thế, chư thần lại quay về nhân gian một lần nữa thì tạ Lưu Vân lại càng chẳng có đất dụng võ, chỉ có thể lui về phía sau bầy mưu tính kế. Bất quá nếu như hiện tại hắn có thể phỏng đoán ra bí mật của Quy Khư thì sau sự kiện đánh cờ với Ma Đạo Tổ Sư ở Đàm Cửu Long nhất định có thể tiếp tục có thêm một nét mực đậm màu trong đạo tàng Lưu Danh Thiên Cổ. Liễu Chi Nhung nói anh hùng chi kiếm là mấu chốt để giải mã bí mật của Quy Khư, nhưng nếu muốn phá giải bí mật thì trước tiên phải biết được Quy Khư là gì đã, nếu không thì bí mật này chẳng có cách nào giải. Hơn nữa cảnh cáo của cô ấy tôi cũng đã nhớ kỹ, phạch trần bí mật của Quy Khư nhất định sẽ kích động ý chí của thế giới Quy Khư. Nếu như không có được sự chấp thuận của thế giới quy khư thì hồng hoang có khả năng bị sụp đổ tận diệt, đây là chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nơi sâu nhất của bàn xà cốc có khe nứt nối liền với biển Bắc Minh, đứng ở vách đá phía trên khe nứt liền có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng vang dữ dội của thủy triều. Khe nứt sâu thẳm tĩnh mịch, nhìn chẳng thấy đáy, biển Bắc Minh một bên của núi, bên còn lại là vách núi cao vạn trượng. Muốn vào biển Bắc Minh chỉ có thể đi từ khe nứt này nếu không thì chỉ có thể từ biển vô tận đi vào bắc minh biển lớn mênh mông muốn vào đến bắc hải cũng phải mất mấy tháng hơn nữa cũng chưa chắc đã có đội thuyền chịu đi vào bởi vì biển bắc minh là một trong những cấm địa của quy khư tứ hải của hồng hoang quy khư đều có dấu chân người đi qua chỉ có ngàn dặm hải vực bắc hải gần núi bắc minh là chẳng có chút vết tích gì của con người bị xem như là vùng hải vực cấm kỵ của biển bắc minh lúc liễu chi nhung kể về địa hình của hồng hoang quy khư cũng chẳng nói nhiều đến chuyện ở biển bắc minh chỉ nói dưới biển có hung thú thường xuyên qua lại, còn có hải thú hệ tử linh. Tử linh hệ hải thú chính là hải cốt hóa thành ma, ví dụ như kình cốt là xương cá voi, sa cốt là xương cá mập các loại, còn có truyền thuyết kể rằng tàn hồn và hải cốt của dị thú ở hồng hoang sau khi chết đều quy nhập Bắc Minh. Người muốn xuống đó, tôi hỏi, không cần, cứ làm phép ở đây đi tạ Lưu Vân đáp lại. Hồng hoang cũng có trăng và sao, nhưng lại lớn hơn nhiều so với nhân gian. Dưới ánh trăng trắng ngà, tạ Lưu Vân đứng trên bờ vực, chân không đi giày tóc dài buông xóa, bộ cương đạp đấu, bắt đầu thi triển ra lục nhâm âm dương kiếm hoàn chỉnh. Giải thích bộ cương đạp đấu là một loạt động tác bước chân của đạo sĩ khi làm phép. Hết giải thích, tạ Lưu Vân vốn là Mỹ Nam tử hiếm có của đạo môn, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân pháp bay bổng phiêu giật, lúc múa kiếm liền có một cảm giác tuyệt mỹ kỳ lạ, cũng khó trách giao chỉ cung chủ một mực trung tình với hắn. Chỉ tiếc Minh Nguyệt có ý mà Lưu Vân lại vô tình, cũng không biết trong hắn có từng hối hận hay không. Nghĩ đến chuyện của hắn tôi lại không nhịn được mà nhớ đến Khương Tuyết Dương. Nếu như cô ấy không ra đi, cả đời này tôi cũng không biết được tâm ý của cô ấy. Chỉ vì quá thông minh, quá biết tính toán cho nên mới nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm liền lựa chọn buông bỏ cắt đứt tơ tình. Thùy Hỏa trông thì lạnh lùng vô tình nhưng trong lòng lại vô cùng điên cuồng. Cũng chỉ có cô ấy mới dám yêu dám hận, bất chấp tất cả. Lục nhâm âm dương kiếm thật sự đoạt tạo hóa của thiên địa, diễn hóa theo kiếm pháp của tạ Lưu Vân, tiếng sóng biển phía dưới khe nước truyền lại ngày một rõ ràng. Ban đầu chỉ như tiếng khởi trống, dần dần tiếng trống ngày càng mãnh liệt rồi biến thành từng trận sấm rền. Sau đó tiếng sóng càng lúc càng vang dội, giống như tiếng sấm ngày kinh chập mùa xuân, khiến cho cả bàn xà cốc đều sinh ra phản ứng. Sơn cốc vừa động tôi liền biết là sắp xảy ra chuyện rồi, động tĩnh lần này nhất định sẽ khiến tộc tương liễu chú ý. Quay đầu nhìn lại liền thấy vô số tộc nhân tộc tương liễu tay cầm binh khí hướng về phía bên này, người dẫn đầu chính là liễu chi nhung. Hiện tại tạ Lưu Vân khí thế như điên cuồng, tâm thần hoàn toàn bị kiếm pháp khống chế, nhất thời không thể dừng lại được, tôi chỉ có thể dùng kiếm nganh tiếp, đối đầu với tộc nhân tộc tương liễu. chương 514, Bắc Minh có cá hai Tạ Lan, anh ở đây làm gì? Liễu Chi Nhung hỏi không đợi tôi trả lời đã chỉ sang tạ Lưu Vân, anh ta đang làm gì? Hắn đang tu hành kiếm đạo, tôi đáp, tu hành kiếm đạo, Liễu Chi Nhung nghi ngờ hỏi lại, thánh nữ, tôi có thể cảm giác được, thủy triều bất thường của biển Bắc Minh là do người này dẫn phát ra. Thiết y trưởng lão nói, nghe ông ấy nói vậy, ánh mắt của Liễu Chi Nhung liền lóe lên, tuy rằng biểu cảm không thay đổi nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng xa cách, tại sao ngươi không nghe lời cảnh cáo của ta, vì sao nhất định phải phá giải nó. Tôi sẽ không tùy tiện vạch trần bí mật, nhưng mà tôi muốn biết quy khư là gì. Tôi nói, rốt cuộc hắn đang làm gì, suy diễn thiên cơ, có lẽ đợi đến khi hắn thi pháp xong thì chúng ta có thể biết được quy khư cuối cùng là cái gì rồi. Không, chẳng có ai muốn biết quy khư là gì, động thủ, bất chấp mọi giá ngăn cản hắn. Nói xong, Liễu Chi Nhung liền hạ lệnh công kích, tuy rằng tôi rất tò mò với bí mật của quy khư, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà động thủ với tộc Tương Liễu. Nhưng hiện tại Tạ Lưu Vân đã bị kiếm pháp khống chế tâm thần, nếu như kiếm pháp của hắn bị cắt ngang, nhẹ thì thức thần tổn thương, tu vi tụt giảm, nặng thì thức thần ly tán, thân tử đạo tiêu quy khư phức tạp khó giải, tình cảnh thứ hai càng có khả năng cao hơn. Tạ Lưu Vân là người cầm cờ nhân đạo, cũng là một trong những đối thủ lớn của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không muốn hắn chết ngay lúc này, huống chi trước đó tôi đã đồng ý hộ pháp cho hắn. Như vậy tính ra, tôi chỉ có thể khai chiến với tộc tương liễu. Ngay lúc liễu chi nhung hạ lệnh công kích, tôi nuốt vào một viên tuyết phách thanh linh đan, thao túng anh hùng chi kiếm phát ra kiếm khí lưu hình. Anh hùng chi kiếm có thần uy vô hạn, vượt xa khả năng mà vấn thiên kiếm có, tâm niệm vừa động, đoạn kiếm liền phát ra vô số kiếm khí, phút chốc trước mặt tôi liền xuất hiện một biển kiếm khí vô hình. Kiếm hải cuồn cuộn, tràn ngập sát cơ, ngăn cản tộc tương liễu tiếp tục tiến tới phía trước. Tôi không muốn tổn thương đến người của tộc tương liễu, nhân cơ hội này, tôi dùng ngự long quyết của ma kiếm một hơi liền triệu hoán hết sáu con cự long xuất hiện. Chiến long, thích long, tiềm long, kháng long, phi long, dược long. Chiến lực mạnh nhất của tộc tương liễu bất quá cũng chỉ là cảnh giới đỉnh phong của nửa bước thiên tôn, sáu con cự long lại có chiến lực cấp thiên tôn, dưới hai tầng áp lực nặng nề đến từ sát cơ hủy diệt và chân long tộc nhân tộc tương liễu liền không dám liều lĩnh nữa. Liễu Chi Nhung gương mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Muốn liều chết chiến đấu với tôi nhưng lại cố kỵ sự sống chết của tộc nhân. Trong những năm tháng vô tận của quá khứ, tộc tương liễu đã tử thương quá nhiều, mỗi một sinh mệnh đều vô cùng chân quý. Hơn nữa tộc kim lại sắp đến vây sát, nếu như dốc hết toàn lực để chiến đấu với tôi ngay bây giờ thì sau này nhất định sẽ rơi vào tay của tộc Kim. Mấu chốt là kế hoạch ban đầu của tộc Tương Liễu là muốn mượn sức tôi và tạ Lưu Vân, muốn 30 vạn đại quân của nhân đạo giúp họ đánh đuổi sự xâm lấn của tộc Kim. Nếu như trở mặt với chúng tôi, kết cục của họ không cần nghĩ cũng biết. Nghĩ đến đây, thần sắc của Liễu Chi Nhung càng đau khổ, nhưng sự quyết tuyệt trong mắt cô ấy lại chưa từng biến mất. Tôi nhìn đến không đành lòng, nhịn không được liền nói, Liễu Chi Nhung, trước khi cô hạ quyết tâm, hãy thử ngẫm lại xem ba ngàn năm trước là ai đã cứu cả tộc cô thánh nữ nếu như năm đó không có ma đạo tổ sư thì tộc tương liễu sớm đã diệt phong rồi thiết y trưởng lão nói thiết y trưởng lão tôi làm sao mà không biết được chứ nhưng nếu như để họ giải mã được bí mật của quy khư đến lúc đó thế giới hồng hoang quy khư bị diệt thì tội danh thiên cổ này để ai gánh vác đây người đã quên nguyên nhân chúng ta thà trốn trốn tránh tránh cũng không chịu nhận tội quy hàng sao cung công không sai thủy tộc không sai Người sai chính là thiên đạo." Liễu Chi Nhung lớn tiếng nói, "Tội danh thiên cổ thì đã sao, bao nhiêu năm như vậy, không phải chúng ta đã quen rồi sao?" Huống hồ, tộc Kim lại sắp vây đánh, đã định sẵn rằng chúng ta không thể giữ được bí mật của quy khư." Thiết Y trưởng lão nói, Liễu Chi Nhung trầm mặc không lên tiếng, "Tôi cam đoan trước khi xác nhận có thể bảo đảm an toàn cho toàn bộ chúng sinh quy khư thì sẽ tuyệt đối không giải mã bí mật của quy khư." "Tôi nói, tôi làm sao có thể tin được anh, quỷ thần Minh Minh?" tự tư tự lượng dựa vào ma đạo tổ sư dám đem thiên đạo liệt cả vào chúng sinh ngay khi tôi vừa nói xong câu này tạ lưu vân liền chém một kiếm về phía khe nứt dưới vực sâu kia sau đó một cỗ thần niệm công kích vô cùng to lớn truyền đến từ phía dưới khe nứt thân thể của tạ lưu vân giống như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn lên tận cửu thiên sau đấy liền có trận đại địa chấn hai bên vách núi của bàn xà cốc có đá cuồn cuộn rơi xuống dần dần cả một tòa núi bắc minh đều đang chấn động Sắc mặt của tộc nhân tộc Tương Liễu trắng bệch, tộc nhân nhỏ tuổi một chút còn run rẩy hết cả người. Tạ Lưu Vân ở trên không trung không ngừng thổ huyết, "Tôi bay lên, tiếp được hắn." "Tạ Lan, ta biết quy khư là gì rồi." "Là gì? Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, chương 515, quy khư là gì một. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn phải lớn đến mấy ngàn dặm. Khi hóa thành chim, tên gọi là bằng, bằng lại có lương dài đến cả ngàn dặm." Mấy câu này xuất phát từ trang tử tiêu giao du của đạo tàng, trên thực tế đạo tàng chưa từng chấp nhận sự tồn tại của côn, bằng nguyên nhân là bởi vì côn quá lớn, cả thiên đình âm ti đều không có hải vực thích hợp cho côn sinh sống, biển vô tận của nhân gian vốn là có thể chứa được nó nhưng nhân gian lại chưa có ai từng nhìn thấy côn. Nếu như nói không hề có bằng chứng nào cho sự tồn tại của côn thì sự tồn tại của bằng lại càng hư vô mờ mịt. Trong truyền thuyết, nếu như côn hóa bằng thì thiên đạo còn phải nhường cho nó một mảng trời như vậy xem ra nếu như thiên đạo còn tồn tại thì tuyệt đối sẽ không cho phép côn bằng xuất thế nhưng mà ma đạo tổ sư lại cho rằng côn có tồn tại lúc trước ngài ấy vào quy khư không phải đơn giản chỉ là vì hiếu kỳ với thế giới bên trong quy khư mà còn muốn tìm kiếm bằng chứng tồn tại của côn trong quy khư đáng tiếc là sau khi ngài ấy rời khỏi quy khư thì một chữ cũng không nhắc đến sự tồn tại của côn bằng chỉ là đem kim ngao đảo từ trong quy khư ra ngoài tạ lưu vân chỉ nói được mấy chữ này liền rơi vào trạng thái hôn mê sau khi hắn hôn mê âm thanh từ khe nước cũng dần dần bình thường lại, núi Bắc Minh không còn lắc lư nữa, mặt đất cũng ổn định lại như thường. Tộc nhân tương liễu tộc đều đang nhìn chúng tôi, cảm xúc của họ vẫn chưa thể bình lại sau khủng hoảng. Tạ Lan, nên biết chừng mực, các người đã kinh động đến ý chí của thế giới quy khư. Liễu Chi Nhung cất giọng nói chuyện với ngữ khí gần như là cầu xin. Giữa côn và quy khư có quan hệ gì? Tôi hỏi, đừng có hỏi tôi, tôi thật sự không biết. Cô không nói thì sau khi tạ Lưu Vân tỉnh lại cũng sẽ nói cho tôi. Hắn không thể tỉnh lại mà vẫn còn nhớ những ký ức về quy khư, nếu hắn không chọn quên đi thì vĩnh viễn cũng đùng mong có thể tỉnh lại. Tạ Lưu Vân vẫn luôn hôn mê liên tiếp 3 ngày, đến tận tối ngày thứ ba mới hoàn toàn tỉnh lại từ trạng thái hôn mê sâu. Cũng may hắn chỉ bị hôn mê, thức thần và tu vi đều không bị tổn hại. Tuy rằng chúng tôi đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng ngay lúc này ở một nơi xa lạ như quy khư tôi cũng không muốn thấy hắn xảy ra chuyện. Giải thích đạo bất đồng bất tương vi mưu nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường được. Hết giải thích, tạ Lưu Vân là quân tử, quân tử lại không thể bị khinh khi. Trong khoảng thời gian khi hắn hôn mê, tộc tương liễu không hề làm khó chúng tôi, bọn họ đang bận rộn đối phó với sự truy sát của tộc Kim. Huyết ấn ở đầm nước đã chứng minh đội quân của tộc Kim đã ẩn thân trong núi Bắc Minh rồi, nhưng vì sao họ lại chậm chạp không chịu tấn công thì không ai biết được nguyên nhân. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tạ Lưu Vân hỏi, ba ngày cảm giác cứ như đã qua ba ngàn năm tạ lưu vân thở dài một hơi nói chuyện trước khi hôn mê ngươi nhớ được bao nhiêu tôi hỏi ta nhớ đã cùng ngươi đi đến chỗ khe nứt dưới vực sâu dùng lục nhâm âm dương kiếm để phá giải bí mật của quy khư sau đó thức thần của ta bị kiếm pháp khống chế mất đi chi giác ngay lúc ta sắp hoàn thành một kiếm cuối cùng thì bị một cỗ thần niệm cường đại công kích đến không thể phản kháng nói đến đây tạ lưu vân cau mày lại rơi vào trầm tư bắc minh có cá tên gọi là côn bắc minh có cá tên gọi là côn côn phải lớn đến mấy ngàn dặm khi hóa thành chim tên gọi là bằng bằng lại có lương dài đến cả ngàn dặm khi nó bay lên lên đôi cánh như là đám mây treo trên bầu trời khi gió thổi động mặt biển loài chim này liền bay về đại hải phía nam đại hải phía nam chính là một cái hồ lớn tự nhiên hình thành dừng tôi cắt ngang lời nói của tạ lưu vân nghiêm túc nhìn hắn hỏi người thật sự không nhớ trước khi hôn mê đã nói gì sao tạ lưu vân lắc đầu không nhớ được rồi, xem ra Liễu Chi Nhung nói không sai. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói nếu như người vẫn nhớ quy khư là gì vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, nếu đã tỉnh lại thì khẳng định đã quên hết toàn bộ rồi. Tạ Lưu Vân vừa nghe liền giật mình nhưng sau đó lại cong khóe môi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Người cười cái gì, đúng là ta không nhớ lục nhâm âm dương kiếm đã tìm ra được huyền cơ gì, nhưng mà thư kiếm của ta lại có ký ức, ta có thể tái diễn lại. Tam ngũ chảm tà thư hùng kiếm của tạ Lưu Vân có thể hợp hai thành một, cũng có thể tách ra khi hắn sử dụng lục nhâm âm dương kiếm chính là dùng song kiếm hợp nhất, thư kiếm cũng có tham gia. Tam ngũ chảm tà kiếm phân thành thư và hùng, hùng kiếm là kiếm thể, mà thư kiếm trên thực tế chính là kiếm linh, hai thanh kiếm này vốn dĩ là một. Lúc trước khi trương thiên sư đắc đạo phi thăng, bởi vì một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nên thanh bội kiếm tùy thân của ông ta cũng nhờ đó mà khai mở linh thức có thể cùng phi thăng với ông ta. Nhưng Trương Thiên Sư lo lắng sau khi ông ta phi thăng thì núi Long Hổ không thể chấn áp vận khí của đạo môn được nữa, nên đã tách kiếm linh ra khỏi thân kiếm, phong ấn vào thiên sơn linh ngọc, sau này chính là thư kiếm. chương 516, Quy Khư là gì? hai Bởi vì thư kiếm là kiếm linh nên có thể đọc được kiếm pháp trong trí nhớ, nói cách khác, tạ Lưu Vân có thể dùng thư kiếm để tái diễn lại thiên cơ mà hắn đã thăm dò được. Ta sợ người cưỡng ép thôi diễn sẽ lại kinh động đến ý chí của thế giới Quy Khư. Nghe tạ Lưu Vân nói muốn tái diễn lại tôi liền có chút lo lắng. Lần này sẽ không đâu, Kiếm linh của thư kiếm không nằm trong lục đạo chúng sinh, đừng nói đến ý chí của thế giới quy khư, cho dù thiên đạo cũng không thể phát giác ra được. Ngươi lại giúp ta hộ pháp lần nữa, đừng để ai cắt ngang ta. Tạ Lưu Vân nói, ngay lập tức, hai chúng tôi liền đóng chặt cửa sổ lại, dán thêm bùa ngăn cản dò xét thần niệm. Sau đó liền thổi tắt ngọn đèn, Tạ Lưu Vân ở trong phòng triệu hoán thư kiếm xuất hiện. Thư kiếm thuần bạch như ngọc, trong phòng tối tỏa ra ánh sáng nhu hòa đẹp đẽ của bạch ngọc, khiến người xem nhịn không được mà rung động. Tạ Lưu Vân không hề động thủ múa kiếm mà là dùng thần niệm giao cảm với kiếm linh, để cho thư kiếm tự mình múa trên không. Lục nhâm âm dương kiếm đoạt tạo hóa của thiên địa, mỗi một lần diễn hóa đều có quỹ tích độc nhất vô nhị. Nhưng lần này tôi vừa nhìn liền nhận ra đây chính là bộ kiếm pháp Tạ Lưu Vân dùng ở trên vách đá chỗ khe nước đêm hôm đó. Theo sự biến hóa của kiếm pháp, tâm trạng tôi càng lúc càng khẩn trương, sợ lại dẫn đến thiên địa dị biến, dẫn đến sự chú ý của tộc nhân tộc tương liễu. Tuy rằng tộc tương liễu suy yếu, nhưng tuyệt đối không phải dạng có thể tùy ý bị bắt nạt lúc đó họ không bất chấp tấn công phần lớn là bởi vì phần ân tình to lớn của ma đạo tổ sư năm xưa có lần một nhưng không thể lại có lần thứ hai nếu như để họ biết được chúng tôi vẫn đang giải bí mật của quy khư tuyệt đối sẽ không nương tay với chúng tôi nữa vẫn may cả quá trình tái diễn lại đều không xuất hiện bất cứ dị tượng nào đợi đến một thức kiếm pháp cuối cùng hoàn thành thư kiếm lơ lửng giữa không trung phát ra âm thanh leng keng thấy vậy tạ lưu vân dùng tay chỉ về hướng vách tường Thư kiếm lập tức chuyển động chuôi kiếm, dùng mũi kiếm khắc từng hàng từng hàng chữ lên vách tường với tư thế như rồng bay phượng múa. Cái khắc lên chính là tiêu giao du, chỉ là nhiều hơn hai câu so với câu tạ Lưu Vân nói trước khi hôn mê, Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn phải lớn đến mấy ngàn dặm. Khi hóa thành chim, tên gọi là bằng, bằng lại có lương dài đến cả ngàn dặm. Có thể thấy được, thư kiếm vẫn muốn tiếp tục khắc, chỉ là đột nhiên kiếm quang lại trở nên ảm đạm. Thấy vậy sắc mặt tạ Lưu Vân đại biến, vội vàng niệm chú triệu hồi thư kiếm, thư kiếm rung lắc trên không vừa quay lại trên tay hắn nhưng chưa kịp vào vỏ đã nghe thấy một tiếng bang. Theo đó thân kiếm xuất hiện một vết nứt, sau khi vết nứt đầu tiên xuất hiện liền nhanh chóng lan rộng rồi rời ra. Sau đó lại là loạt âm thanh ngọc vỡ bị rơi trên đất, thanh thư kiếm tam ngũ chảm tà được truyền thừa gần 2.000 năm ở núi Long Hồ cứ vậy mà vỡ nát. Sau khi thân kiếm vỡ vụn, kiếm linh hóa thành một đạo ánh sáng trắng muốn trốn thoát, ai ngờ trong không khí lại xuất hiện tầng tầng sát cơ bày ra vì nó, Tạ Lưu Vân căn bản không kịp thực hiện bất cứ động tác cứu giúp nào đã nghe thấy kiếm linh kêu lên một tiếng đầy thống khổ rồi hóa thành một cỗ khói xanh. Bộp, Tạ Lưu Vân ngồi bệt xuống đất, lúc này đã không còn một chút xíu nào phong độ của quân tử. Lòng đau đến không thể chịu nổi, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, hà tất phải đau lòng đến vậy, Tạ Lưu Vân quân tử bình đạm ổn trọng vang danh thiên hạ đến cả cảm tình của giao trì cung chủ cũng có thể từ bỏ, chẳng lẽ lại không nỡ từ bỏ một thanh kiếm sao? Tôi khuyên, Tạ Lan, người qua đây. Tạ Lưu Vân nhìn tôi một cái rồi nói, làm gì, ngươi qua đây, ta nói bí mật của quy khư cho ngươi. Ừm, tôi rất ngu ngốc, ngây thơ ngồi xổm bên cạnh tạ Lưu Vân, làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe. Bang, lại một tiếng vang giòn tan, trùng trùng điệp điệp đập vào chán tôi. Nếu không phải tôi kịp thời cảnh giác, nhanh chóng cúi đầu thì có lẽ tôi đã ăn trọn cái tát này vào một bên mặt rồi. Tạ Lưu Vân, người điên rồi, lúc vấn thiên kiếm của ta gãy ta cũng không có nổi điên như ngươi. Nói nhảm, cây kiếm nát đó của ngươi có thể so với anh hùng chi kiếm sao? Hơn nữa nếu có đau lòng thì cũng là mộ dung tiên tử nhà người ta đau lòng. Được, được, được ta biết ngươi mất đi thư kiếm tam ngũ chảm tà chiến lực sẽ giảm đi nhiều, tâm trạng không tốt ta cũng có thể hiểu, cho nên cái tát này ta cũng không tính toán với ngươi nữa, hiện tại ngươi cũng nên nói cho ta biết bí mật của quy khư là gì rồi chứ. Là cái gì không phải ngươi đã thấy rồi sao? Viết ở trên tường kia kìa chỉ vậy thôi, tạ lan, ta hoài nghi quy khư chính là nó chương 517, quả nhân là hiên viên một Tạ Lưu Vân nói hắn hoài nghi quy khư là nó, nó ở đây chính là chỉ thân phận thật sự của quy khư, chỉ là hắn không dám nói ra cái tên đó thôi. Tôi bất ngờ đến chẳng suy nghĩ được gì, hỏi hắn, nói vậy thì có nghĩa là hiện tại chúng ta đang ở trong bụng cá. Không chỉ ngươi và ta, cả thế giới hồng hoang có khả năng đều đang ở trong bụng nó. Tạ Lưu Vân vừa nói ra câu này, liền có một đạo sấm sét xuyên qua nóc nhà bằng gỗ đánh thẳng lên người hắn lưu vân hành tàu tiêu sái đa tình phút chốc cả thân đen thui còn bốc khói đến cả tòa nhà trên cây cũng nổi lên khói lửa không ngoài dự đoán lần này lại bị tộc nhân tương liễu tộc phát hiện xảy ra chuyện gì vậy liễu chi nhung hỏi vừa rồi hắn đã làm chuyện khiến nhân thần căm phẫn bị xét đánh tôi ôm tạ lưu vân người lại lần nữa lâm vào hôn mê bình tĩnh trả lời ha tôi thấy hai người cố ý làm chuyện xấu thì đúng hơn liễu chi nhung mang ánh mắt mở ám nhìn tôi nói tôi không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô ấy cúi đầu nhìn tạ lưu vân đang được tôi ôm trong lòng mới đột nhiên tỉnh ngộ tạ lưu vân với dáng vẻ y phục không chỉnh tề muốn bao nhiêu thụ thì có bấy nhiêu thụ mà đây đã là lần thứ hai tôi ôm hắn trước mặt tộc nhân tương liễu tộc tình cảnh này khiến tôi nhớ đến câu nói của thủy hòa cả đời anh minh bị hủy trong phút chốc đại quân tộc kim vẫn trần trừ không tấn công sau khi tạ lưu vân dưỡng thương xong thì rời khỏi bàn xà cốc việc cấp bách nhất hiện tại hắn cần làm là liên hệ với các cao thủ đỉnh phong khác của nhân đạo. Tuy rằng chiến lược đỉnh phong ở quy khư không cao nhưng chiến lược tổng hợp lại tuyệt đối không kém hơn đạo môn ở thế giới bên ngoài, tâm lý bài ngoại mạnh, một khi phát sinh xung đột sẽ khó tránh khỏi tổn thất. Tạ Lưu Vân để tâm đệ tử nhân đạo, tôi cũng lo lắng cho người của ma đạo. Chúng tôi chỉ có 7 người, mà mỗi một người đều không thể bị tổn thất. Chỉ là Liễu Chi Nhung cho phép Tạ Lưu Vân đi triệu tập nhân thủ cứu viện, nhưng lại không chịu thả tôi rời đi tạ lan liễu chi nhung nói không sai anh hùng chi kiếm đã biến thành thanh kiếm nguyền rủa hiện tại ngươi không thích hợp để lộ mặt trước tiên cứ ở đây xem xét tình huống rồi tính tiếp nếu như ta có tin tức về người của ma đạo thì sẽ nói với họ ngươi đang ở đây được làm phiền rồi sau khi tạ lưu vân rời đi tôi tiếp tục ở lại bàn xà cốc liễu chi nhung nói sau khi đám người ngoại lai like chúng tôi đến đây thì rất nhanh thôi tin tức quy khư xuất thế sẽ được truyền đến Sở dĩ tộc Kim án minh bất động có khả năng lớn là do đã biết được tin tức này. Nhưng càng là như vậy, tộc Kim lại càng không muốn từ bỏ bí mật của Quy Khư. Tại sao tộc Kim cứ nhất định phải có được bí mật của Quy Khư từ chỗ các người chứ? Tôi hỏi, bởi vì một truyền thuyết do Thiên Đạo để lại, người vạch trần bí mật của Quy Khư có thể lên đỉnh núi Bất Chu, trở thành chủ nhân của Hồng Hoang Quy Khư. Họ không lo lắng đến hậu quả là thế giới Hồng Hoang sẽ bị tan vỡ sao? Bọn họ đương nhiên là không quan tâm, tại sao bởi vì bọn họ căn bản không biết quy khư là gì, họ chỉ cho rằng đây là một vi diện thế giới thích hợp để sinh tồn, nhưng lại không hề ngờ đến cái thế giới này lại là vật sống. Mà bí mật của quy khư chính là điểm mấu chốt để kích hoạt thế giới này, một khi thế giới thức tỉnh, sự sống chết của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào một ý niệm của thế giới này. Ở thế giới bên ngoài của chúng tôi, nhân loại dùng hết mọi thủ đoạn để khám phá địa cầu mà chúng tôi đang sống, thậm chí không tiếc để lại vô số vết thương trên mặt đất, dưới đại dương sâu mấy ngàn mét nếu như địa cầu cũng giống như Quy Khư, có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ say, vậy thì nhân loại sẽ đối mặt với kết quả như thế nào? Nhưng nếu như địa cầu là vật chết thì không cần lo lắng sẽ có kết quả không tốt xuất hiện, bọn họ chỉ quan tâm là có thể cướp lấy được bao nhiêu lợi ích từ địa cầu. Quy Khư cũng vậy, nếu như vạch trần bí mật của Quy Khư có thể giúp họ trở thành chủ nhân của Hồng Hoang, vậy thì tất cả những gì tộc Kim đang làm đều là đáng giá. Đúng rồi, vì sao anh hùng chi kiếm có thể giải mã bí mật của Quy Khư? Tôi hỏi bởi vì quy khư là nhân quả của thiên đạo, mà anh hùng chi kiếm là kiếm của thiên đạo. Vậy nên bất luận là có bao nhiêu người đến phá giải bí mật, chân tướng cuối cùng chỉ có một người biết được, đó chính là chủ nhân của anh hùng chi kiếm. Vì sao cô một mực cho rằng sau khi phá giải bí mật của quy khư thì nhất định sẽ đem đến kiếp nạn hủy diệt cho hồng hoang? Bởi vì không ai có thể có được sự công nhận của thế giới quy khư, bởi vì không ai có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Yêu cầu gì? chương 518, quả nhân là hiên viên 2 tạ lưu vân đã nói đáp án cho ngươi rồi tôi đã nghĩ rất lâu mới hiểu ra yêu cầu của quy khư là gì bắc minh có cá tên gọi là côn khi hóa thành chim tên gọi là bằng yêu cầu của quy khư rất đơn giản nó muốn hóa thành bằng đúng thật là chẳng ai có thể thỏa mãn yêu cầu của nó nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười khổ một cái vậy nên hiện tại tốt nhất ngươi nên mang anh hùng chi kiếm rời khỏi quy khư vĩnh viễn cũng đừng quay lại đây nữa liễu chi nhung nói không tôi sẽ không rời đi mà đạo sẽ không từ bỏ quy khư vậy thì mãi mãi cũng đừng giải mã bí mật cũng đừng để ai biết anh hùng chi kiếm đang ở trong tay ngươi cuộc sống hiện tại của tộc tương liễu ngập tràn nguy cơ nhưng họ dường như đã quen với trạng thái sinh tồn như hiện tại vậy nên cho dù tộc kim mai phục ở núi bắc minh nhìn chằm chằm vào họ họ vẫn có thể sống như bình thường huấn luyện sinh sôi nảy nở con cháu nối dõi tộc tương liễu rất cởi mở đặc biệt là giữa nam và nữ có đôi khi làm ngay cả ở bên ngoài trên núi dưới cốc, trong bụi cỏ, trên cây, phía sau tảng đá, không phân biệt ngày đêm. Điều này khiến tôi rất khó tiếp nhận, không biết nên khen họ vì đã nỗ lực gia tăng số lượng tộc nhân hay nên truyền dạy lễ pháp, văn minh cho bọn họ. Vẫn may, Liễu Chi Nhung vì là thánh nữ nên phải giữ thân thể thuần khiết, nếu không tôi không cách nào đối mặt với cô ấy được, bởi vì những nữ tử tộc tương liễu đó thật sự quá phóng đãng rồi, hoàn toàn khiến cho tam quan của tôi bị chấn kinh. Không khí của bàn xà cốc cũng tràn ngập hương vị xuân tình, thời gian tôi ở đây càng lâu, cái loại dục vọng nguyên thủy từ bên trong cơ thể lại càng khó khống chế, tim ma không phải tim đạo, tim ma vốn không hề ngăn cấm dục vọng. Dưới cái loại tình huống này, tôi lại càng nhớ kiêm hà. Đời này, chỉ có kiêm hà cho tôi biết sự kỳ diệu của chuyện nam nữ. Nghĩ đến cô ấy liền nhớ đến làn da trơn bóng của cô ấy, nhớ đến sự mềm mại trước ngực cô ấy. 500 dặm phía đông nam của núi Bất Chu có một tòa núi khác gọi là núi Thủ Dương, núi Thủ Dương không hề cao lớn, nhưng lại cực kỳ dồi dào đất ở núi Thủ Dương vô cùng màu mỡ, có dòng sông chảy qua, là khu vực đất đai mà tộc thổ coi trọng nhất. Thành chủ của tộc thổ liền xây dựng ở phía dưới núi Thủ Dương, diện tích rộng rãi, trong thành dung nạp hơn 30 vạn người, hiên viên thần đế của tộc thổ sống ở hiên viên thần điện bên trong thành Thủ Dương. Hiên viên đế là vị thần bí nhất trong tứ đế của nhân tộc Hồng Hoang, nhân tộc Hồng Hoang đều có khí ngũ hành, mà nghe nói hiên viên đế lại có thân thể mậu thổ ngàn năm hiếm có, không nói đến tu hành, chỉ riêng thể chất của ngài ấy thôi cũng đã đủ để đứng trên đỉnh cao của nhân tộc Hồng Hoang. Trong tứ đế của nhân tộc ở Hồng Hoang Quy Khư, đệ nhất chiến lực được công nhận là thanh đế của tộc Mộc, ngang nhiên bá chiếm núi không tang. Tiếp theo là xích đế và bạch đế, trong đó bạch đế mạnh hơn một chút. Còn hiên viên đế của tộc Thổ, chiến lực thần bí khó dò, có người nói chiến lực của hiên viên đế sợ là cũng không kém thanh đế bao nhiêu. Hiên viên đế hùng tài đại lược, lại giỏi ẩn giấu tài năng, là vị minh quân hiếm có của Hồng Hoang. Bất quá ngài ấy lại có một khuyết điểm lớn hơn, khuyết điểm này cũng có liên quan đến thân thể tiên thiên mậu thổ của ngài ấy. Quả nhân hữu tật, quả nhân háo sắc, mậu thổ không thể rời khỏi sự thoải mái của quý thủy, nam tử như đất, nữ tử như nước, hiên viên đế yêu mỹ nữ nhất, hậu cung của hắn không chỉ có mỹ nữ nhân tộc, thậm chí còn có cả yêu cơ do yêu thú hóa thành. Tóm lại đây là một vị đế vương phong lưu, được bách tính tộc thổ vô cùng kính ngưỡng, ở hồng hoang quy khư, háo sắc tuyệt đối không phải là chuyện đáng xấu hổ vì sự vững mạnh của bộ tộc và sức chiến đấu với tự nhiên, chuyện nam nữ cũng được tôn trọng như tế lễ. Tộc thổ tuy rằng không quyến rũ, phóng khoáng như tương liễu tộc, nhưng cũng không cấm chuyện nam nữ. Kiêm Hà xuất hiện bên bờ sông Lạc Thủy, mỹ mạo kinh người lập tức thu hút sự chú ý của bách tính tộc thổ. Không biết bao nhiêu binh sĩ tộc thổ dừng chân vây xem, trên mặt mang sắc dục không hề che giấu. Kiêm Hà vốn mỹ cốt trời sinh, cho dù là lời nói, cử chỉ đoan trang, nhưng sự mỹ hoặc tận trong xương cốt lại không cách nào che giấu được, bị cả đám đàn ông vây xem trong lòng lại âm thầm xấu hổ. Đang muốn tránh khỏi đám người lại bị một hàng vệ binh ngăn cản. Ngươi là ai? Vệ binh rất cảnh giác, đã phát giác được Kiêm Hà có khí chất khác thường. Ta không thể trả lời. Kiêm Hà lạnh nhạt trả lời. Dưới mảng trời này nơi nào mà chẳng phải đất của vương, không cần biết ngươi là yêu nữ từ đâu đến, nếu đã ở đây thì phải để cho chúng ta kiểm tra. Tên vệ binh cầm đầu vừa nói đôi mắt háo sắc vừa híp lại nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của Kiêm Hà nếu như tôi không thể tiếp nhận kiểm tra thì sao vậy thì đừng trách chúng ta ra tay lỗ mãng yêu nữ gây sự trước tiên bắt lại mang về rồi thẩm vấn kỹ lưỡng tên đó nở nụ cười dâm tà giơ gông xiềng trong tay lên bộ dáng như muốn đi qua gông cổ kiêm hà lại thần niệm của kiêm hà đảo qua người đám vệ binh đó phát hiện ra cả đám này tu vi chỉ dưới nửa bước thiên tôn liền lập tức quyết đoán ra tay hắc kiếm trong tay bạo phát một đạo kiếm khí lưu hình phá nát gông xiềng kiếm khí tiếp tục lưu động chỉ nghe hết tiếng gào này đến tiếng thét khác, chẳng mấy chốc đã có một mảng người chết. Đó là cô vẫn còn cố ý khống chế kiếm khí, nếu không trong phạm vi 10 trượng xung quanh đều sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng đến. Sau khi giải quyết xong đám vệ binh, Kiêm Hà liền chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng ngay lúc này, một người đàn ông trung niên cao lớn, anh Tuấn xuất hiện ngăn cản đường đi của cô. Kiêm Hà nhíu mày lại, ngay khi người đàn ông này xuất hiện cô đã phát thần niệm thăm dò, nhưng rồi khi thần niệm của cô rơi vào trên người này liền giống như lấy muối bỏ biển vậy không có một chút phản ứng nào. Trong lòng cô âm thầm than khổ, tu vi của người đàn ông này sợ là đã đến cảnh giới Thiên Tôn, nói cách khác thì người đàn ông này chính là cường giả cấp bậc thần đế trong truyền thuyết của Hồng Hoang. Vệ binh của quả nhân chỉ là tiến hành kiểm tra theo thông lệ, chưa từng mạo phạm đến cô nương, cô nương vì sao ra tay tàn độc như vậy? Người đàn ông đó ôn hòa đặt câu hỏi, lời nói vốn không hề mạo phạm, nhưng ánh mắt lại vô lễ quá mức rồi. Cô nương lớn lên xinh đẹp, bọn họ nhìn cô nhiều hơn một chút có sai chỗ nào. Huống hồ sinh đẹp vốn dĩ là dùng để lấy lòng nam nhân, cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nữ vi duyệt kỳ giả dung, ta đẹp hay không liên quan gì đến kẻ khác. Kiêm hà giận dữ nói, cô nương đã có phu quân, đương nhiên là có, ô, quên hắn đi. Người đàn ông đó nhẹ nhàng thở dài nói, hả, từ hôm nay trở đi cô chính là nữ nhân của quả nhân, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào có thể tiếp cận cô được nữa. Ha ha, ông nghĩ ông là ai? Kiêm Hà cười lạnh, quả nhân là hiên viên, giải thích nữ vi duyệt kỳ giả dung là chỉ nữ nhân hạnh phúc chỉ vì người trong lòng. Hết giải thích, chương 519, Kiêm Hà gặp nạn một. Sau khi hiên viên đế nói ra thân phận của mình thì uy áp của đế vương cũng bộc phát, chẳng mấy chốc người dân hai bên bờ sông Lạc Thủy đều quỳ xuống. Danh xương hiên viên này, đừng nói là bên trong tộc thổ, cho dù là người dân dị tộc ở những vùng man di hoang dã ngoài kia thì địa vị của hiên viên đế trong lòng họ cũng vô cùng cao cao tại thượng. Có thể nói, hơn phân nửa cái hồng hoang này đều là của hắn xích đế xem hắn là huynh đệ thanh đế bế quan ở không tang không xuất thế tộc thủy sớm đã suy tàn đến mức chỉ còn lại tộc tương liễu đang kéo dài hơi tàn bạch đế của tộc kim có dã tâm ngặt nỗi chỉ dựa vào tộc kim và tộc hắc long phản quân của tộc thủy thì không có cách nào đối đầu với thực lực của hiên viên đế cũng bởi vì vậy sau nhiều lần bạch đế cử sứ giả đề nghị liên minh mà không có kết quả liền hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, đặt toàn bộ hy vọng tranh bá đại nghiệp lên bí mật của quy khư mà tộc tương liễu đang nắm giữ. Hiên viên đế thích cải trang vi hành, nghe nói trong hậu cung của hắn, có một nửa phi tử là do hắn gặp được ở bên ngoài, còn một nửa là dị loại do hắn tự tay thuần hóa, thu phục, có hồ yêu, xạ yêu, trúc tử tinh là cây trúc thành tinh, hoa yêu, mị ma, sơn khôi, sắc quỷ. Giải thích sơn khôi là khỉ đầu chó theo hết giải thích, trong đó cũng có một số là cưỡng ép nhưng phần lớn đều cam tâm tình nguyện thuận theo. Không ai nhìn thấu được tuổi thọ của hiên viên, rất có khả năng hắn chính là chủ nhân tương lai của hồng hoang. Yêu tinh giã thu vốn không hề có khái niệm về trung tình, chỗ tốt có thể đạt được từ hiên viên điện phong phú hơn nhiều so với khi bọn chúng cực khổ tu hành trong núi. Đáng tiếc là, hôm nay hiên viên đế đã đánh chủ ý sai đối tượng, bởi vì người mà hắn đang đối mặt là huyết mạch truyền thừa dòng chính của thái cổ thần ma. Sau mấy ngàn năm, ý chí của thái cổ thần ma trong người nhân tộc ở Hồng Hoang đã chẳng còn lại bao nhiêu, mà Kiêm Hà lại có huyết mạch thái cổ thần ma chính thống. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cô ấy nhìn xuống chúng sinh ở Hồng Hoang quy khư. Đáng tiếc là huyết mạch của Kiêm Hà chưa thức tỉnh toàn bộ, thực lực hiện tại của cô ấy chỉ tương đương với nửa bước thiên tôn, dù là chiến lực hay thần niệm thì còn xa mới bị được với hiên viên. Sứ quân tự hữu phụ, là phù tự hữu phu, ý tốt của hiên viên bệ hạ, Kiêm Hà không thể tiếp nhận. Kiêm Hà nói, Kiêm Hà, Tên hay, giết vệ binh của quả nhân là tội ác tài trời, trừ phi cô định lấy mạng đền mạng nếu không thì chỉ có thể theo quả nhân về cung, bằng không cho dù hồng hoang có lớn hơn nữa cũng chẳng có ai dám che chở cho cô. Nếu huyên viên đế đã có ý muốn bắt buộc thì kiêm hà chỉ còn cách liều mạng chiến đấu đến cùng thôi. Nói xong, kiêm hà một hơi triệu hồi ra 12 ảo ảnh kính tượng, từng đạo kiếm khí lưu hình phát ra theo mũi kiếm. Kiêm hà tuy rằng tu hành ma kiếm nhưng lại không thể triệu hồi ra kiếm khí cự long, thủ đoạn công kích lớn nhất của cô ấy, chính là công kích giấu trong vô số ảo ảnh của kiếm khí lưu hình kiếm khí tràn ngập đất trời gió khởi mây quần cát bay đá chạy kiếm khí lưu hình mang theo sát khí hướng thẳng về phía hiên viên đế viên châu to bằng hạt gạo cũng dám tranh quang với trăng hiên viên đế nói một câu sắc lạnh sau đó dưới chân hắn xuất hiện một con cự long màu vàng cát cự long uốn lượn thân thể không ngừng cắn nuốt kiếm khí mà kiêm hà phát ra chỉ thấy cát vàng tràn ngập kiếm khí phá không toàn thân hiên viên đế phát ra vầng sáng màu vàng đất tay áo bay bay không dính một chút bụi đất, ngược lại kiêm hà đã bị gió thổi đến cả người đầy cát bụi. Hiên viên đế vốn có thân thể tiên thiên mậu thổ, am hiểu nhất chính là thao túng tiên thiên hậu thiên mậu thổ, cự long cát vàng của hiên viên đế nếu như không phải cảnh giới thiên tôn thì không thể phá được. Kiếm khí tuy rằng không vào ngũ hành, nhưng đối mặt với thân thể mậu thổ có lực phòng ngự mạnh nhất trong ngũ hành cũng vô dụng. Hiên viên đế chỉ thủ không công, bất động như núi, để mặc cho 12 ảo ảnh kính tượng của kiêm hà tùy ý tập kích, nhưng vẫn không thể đả thương hắn đến một góc áo cũng không động đến được mà một khi kiêm hà muốn trốn thoát thì con tiên thiên mậu thổ thủ hộ cự long do thần niệm của hiên viên đế hóa thành sẽ ngay lập tức chặn đứt đường thoát của cô theo sự trồng chất của cát vàng trên mặt đất thần niệm của kiêm hà nhanh chóng tiêu hao nụ cười bên khóe môi của hiên viên đế cũng ngày càng rõ ràng mới đầu hắn không nhìn thấu được lai lịch của kiêm hà trong lòng còn có mấy phần cảnh giác hiện tại thấy kiêm hà đã bị hắn bao vây khí thức lại mới bình thản trở lại chỉ đợi mỹ nữ lai lịch bất minh này cạn kiệt thần niệm liền đem về hiên viên thần điện dụng tâm dạy dỗ một phen liền có thể hỏi ra được thứ muốn biết chương 520, trăm kiêm hà gặp nạn hai hiên viên đế có thuật thu phục nữ tử lại là thân thể tiên thiên mậu thổ ngũ hành tương sinh tương khắc thổ khắc thủy nữ tử trong thiên hạ không ai có thể chống cự lại đạo thu phục nữ tử của hắn nhìn thấy bóng dáng kiêm hà càng lúc càng chật vật hiên viên đế sinh ra vài phần thương hương tiếc ngọc nói cái kính tượng ảo ảnh này của cô nương đã sắp không chịu được nữa quả nhân chẳng mấy chốc là có thể phá vỡ toàn bộ, đến lúc ấy lại liên lụy đến thần hồn của cô, cần gì phải cực khổ gắng gượng như vậy chứ. Lòng kiêm hà đã có nơi thuộc về, muốn trách chỉ trách hiên viên đế dồn ép người khác vào đường cùng. Được thôi, để xem cô có thể kiên trì đến khi nào. Hiên viên đế nói chuyện thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại âm thầm tăng thêm vài phần áp lực cho kiêm hà. Hắn là cửu ngũ chi tôn, nếu mà rằng co trong thời gian dài vẫn không hạ được sẽ ảnh hưởng đến vị trí đế vương. Rốt cuộc, Kiêm Hà không thể chống cự được tiên thiên mậu thổ cự long ngày càng tràn ngập sát cơ, 12 huyễn kính lần lượt bị phá hủy, đợi đến khi toàn bộ bị phá vỡ, cô há miệng nôn ra một ngụm máu. Bụi về bụi, đất về đất, đây chính là số mệnh của cô. Nói xong, Hiên Viên đế nâng tay xuất ra một chiêu, một vòng sáng màu vàng kim chói chặt lấy tay chân Kiêm Hà, lại vươn một ngón tay điểm giữa mày Kiêm Hà phong ấn ngũ cảm lục giác của cô. Lúc này không đợi Hiên Viên đế phân phó, liền lập tức có hai tế tử đi theo vi hành tiến lên, đem kiêm hà đưa lên xe ngựa rồi quay về hiên viên thần điện ở thành thủ dương đợi đến khi đoàn người vi hành của hiên viên đế rời đi trương tri viễn dùng thuật thay hình đổi dạng mới lặng lẽ bước khỏi từ đám đông đợi đến khi ông ấy đi đến chỗ không người liền bấm tay tính toán cuối cùng nâng tay kẹp lấy hai tấm thần hành phù nhanh chóng bay về hướng đông tuy rằng ý chí của thế giới quy khư cấm ngự không nhưng lại không hề cấm pháp thuật ngũ hành trương tri viễn vốn là cao thủ thuật pháp của đạo môn thông hiểu vạn pháp không kém tạ lưu vân sau khi dùng thuật toán tính ra đệ tử nhân đạo cách hắn gần nhất liền lập tức tiến về phía đấy tụ họp. Tạ Lưu Vân cũng am hiểu thuật toán, nhưng mà núi Bắc Minh quá lớn, hắn không tính được xa như vậy. Vị đỉnh phong cao thủ của nhân đạo mà Trương Chi Viễn muốn tìm cách ông chưa đến trăm trượt, ở ngay trong rừng dưới hạ du sông Lạc Thủy. Cảnh vật lướt qua trong phút chốc, Trương Chi Viễn đã gặp mặt vị đỉnh phong cao thủ của nhân đạo này, người này là Huệ Sa Tử Chân Nhân Động Chủ của Sơn Động Tây Nhạc Hoa. Sau khi hai người chạm mặt, Trương Chi Viễn liền nói chuyện Kiêm Hà bị hiên viên đế của tộc thổ bắt đi nói cho Huệ Sa Tử. Hừ, mà đạo ngang ngược càn rỡ quen rồi, vừa vào hồng hoang đã trêu phải cường giả, đáng đời. Huệ Sa Tử nói, ngũ nhạc động liên kề với nhau, đồ sơn công tử bị một chiêu của thủy họa đánh bay sạch tu vi, nỗi hận trong lòng của Huệ Sa Tử khó mà tiêu tán được. Huệ chân Nhân, ngài có chỗ không biết, trước đây tôi đã nghe ngóng qua rồi, ở hồng hoang quy khư tộc thổ có thế lực lớn nhất. Nếu để hiên viên đế có cơ hội làm chuyện sai trái, ma đạo nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Với tính cách của hai phu thê ma đạo tổ sư tạ lan, làm sao có thể nhịn nổi nỗi nhục này? Trương Chi Viễn nói, nhịn không được thì làm sao, ma đạo chỉ có bảy người, bọn họ dám đối đầu với mấy trăm vạn bách tính của tộc thổ sao? Huệ Sa Tử nói, nếu như ma đạo lật mặt với tộc thổ, hai đạo nhân, tiên ai cũng không kiếm được chỗ tốt, lâm thủy hỏa có thân bất tử của tử thần, nếu cô ấy hạ quyết tâm ra tay tàn độc, hồng hoang chẳng ai có thể hủy diệt thần hồn của cô ấy đến khi ấy dẫn đến chúng sinh cộng phấn, kẻ chịu thiệt vẫn là hai đạo tiên, nhân chúng ta. Trương đạo hiếu, chỉ bằng chúng ta âm thầm ra tay, liên hợp với tộc nhân hồng hoang giết sạch toàn bộ bảy người của ma đạo ở đây, thế nào? Huệ sa tử nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, hung ác. Huệ chân nhân, tuyệt đối không thể làm vậy, trước tiên không nói đến việc khí số của ma đạo chưa tận, nếu như nhân đạo thật sự tham gia diệt sát ma đạo, khẳng định không thể giấu được tiên đạo, cũng có nghĩa là hai vị thiên tôn của ma đạo và cửu thiên phong chủ nhất định sẽ đem món nợ này tính lên đầu hàm cốc quan. Vậy ý của trương đạo hữu là, nhanh chóng tìm được người của ma đạo, nói tin tức ma nữ kiêm hà đã bị hiên viên đế bắt đi cho họ, chỉ hy vọng có thể kịp thời cứu được. Huệ chân nhân, ta biết ngài đau lòng vì cái chết của đồ sơn công tử, nhưng mà phải lấy đại cục làm trọng, ma đạo tuyệt đối không thể kết tử thù với tộc thổ. Nếu không, nhân đạo ở quy khư một bước cũng khó đi. Khi ngài tìm thấy các cao thủ khác của nhân đạo nhớ truyền lời của ta, trương chi viễn nói, ai ra, được rồi, huệ sa tử thở dài nhận lời. Kiêm hà gặp nạn, không chỉ nhân đạo lo sợ, những cao thủ tiên đạo truyền thống đến bên trong hoặc xung quanh thành thủ dương sau khi nghe tin cũng hoảng rồi. đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, nếu như hiên viên đế thật sự làm việc sai trái với kiêm hà, có thể tưởng tượng được sau khi ma đạo kéo đến sẽ có phản ứng gì. đúng thật là người của ma đạo đến đây không nhiều nhưng mà cho dù chỉ có một mình tử thần lâm thùy hỏa cũng đủ khiến hồng hoang quy khư long trời lở đất. Thùy hỏa tuy rằng không có danh xưng thiên tôn, nhưng mà sau khi trải qua cuộc chiến ở cao nguyên chết chóc, không ai dám hoài nghi cô không có chiến lực của thiên tôn. Thân thể bất tử lại thêm chiến lực của thiên tôn, trừ phi toàn bộ cao thủ của hồng hoang đều xuất hiện thì mới có thể giết được cô, mà hồng hoang tuyệt đối không phải dạng đồng lòng đoàn kết, ai lại bằng lòng trả giá cho sự hoang đường của hiên viên đế. chương 521, Thần Cách Nguyệt Mạc một trong quy khư cũng có bộ tộc đông di cư trú ở vùng đồng bằng hạ lưu lạc thủy trung thành với hiên viên đế bộ tộc đông di bất phân nam nữ cũng đều giỏi bắn cung họ là những cung thủ mạnh nhất dưới trướng của hiên viên đế có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận mà a lê vừa hay được dịch chuyển đến lãnh thổ của bộ tộc đông di khi a lê hiện thân đúng ngay lúc bộ tộc đông di đang tổ chức cuộc thi bắn cung hàng năm khi đó cuộc thi đã bắt đầu nam nữ thanh niên của tộc đông di đang dương cung nhắm tên vạn mũi tên bắn vào một cây bạch dương cao chót vót cách đó 10 dặm, mà vị trí A Lê xuất hiện tình cờ lại ở khoảng giữa của tên và cây bạch dương. Ngay khi A Lê phục hồi ý thức, thì lập tức cảm nhận được sát khí của hàng ngàn mũi tên bay đến. Sau khi trải qua đại kiếp ở đỉnh Quỷ Tiễn, A Lê bây giờ đã cho hợp nhất ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma với thần hồn của chính mình, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa là ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Vì vậy, những mũi tên tưởng chừng tốc độ nhanh như sao băng rơi này, trong mắt A Lê vẫn còn dấu vết để đoán được nhìn thấy a lê đột nhiên xuất hiện người của tộc đông di rất ngạc nhiên nhưng tên một khi đã bắn ra thì không thể quay đầu được tuy nhiên khi họ nhìn thấy cô gái có vẻ yếu ớt này xuyên qua cơn mưa tên mà đi về phía họ họ rất kinh ngạc toàn bộ đều chết lặng tại chỗ vạn mũi tên đồng loạt bắn ra mỗi mũi tên đều có quỹ đạo riêng có thể bình tĩnh né tránh hết được thì người này nhất định phải biết rõ quỹ đạo của tất cả các mũi tên người như vậy chỉ có xả thủ huyền thoại hậu nghệ mới làm được Hậu nghệ cả đời bắn tên không biết bao nhiêu lần, đến khi tuổi già không bắn được tên nữa, thì nhờ tộc nhân bắn một loạt tên về phía mình, mà ông ấy thì băng qua mưa tên mà không hề hấn gì, điều này chứng tỏ trình độ bắn cung của ông đã đạt tới đỉnh cao. Vì vậy, khi những người tộc Đông Di nhìn A Lê đi về phía họ, họ dường như nhìn thấy hậu nghệ tóc trắng bắn không nổi tên của năm đó vậy. A Lê đứng ở trước mặt tộc nhân, thần sắc bình tĩnh, không vui cũng không buồn, cũng không nói lời nào. Sau sự kiện quy khư nuốt chừng, Ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bị chia làm hai, một phần ở lại thế giới hồng hoang bên ngoài, phần còn lại thì ở quy khư. Thứ mà A Lê thức tỉnh chính là chủ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma ở thế giới bên ngoài, mặc dù ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bên trong quy khư không còn lại bao nhiêu sức mạnh, nhưng nó vẫn là một phần mà A Lê không thể thiếu. Nếu không có phần ý chí truyền thừa này, A Lê căn bản không cách nào ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Ngươi là ai? Một thanh niên bộ tộc Đông Di bạo dạn hỏi ta tên A Lê, A Lê nhàn nhạt đáp, Người từ nơi nào tới, tại sao trên người ngươi ta không cảm nhận được khí tức ngũ hành? Một người già của tộc Đông Di hỏi, con cháu hậu nghệ không thuộc ngũ hành, lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người nhìn A Lê đều thay đổi. Bộ tộc Đông Di là một dân tộc du mục, con cháu của họ không có bất kỳ khí tức nào của ngũ hành, bởi vì họ không có nguồn gốc. Họ chọn một nơi phù hợp với họ để sinh sống, có thể phục tùng bất kỳ nhân tộc nào. Cũng bởi vì điều này, Mặc dù bộ tộc Đông Di cung cấp cho Hiên Viên Đế một nguồn sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đãi ngộ của họ trong lãnh thổ của thổ tộc không hề cao. Hiên Viên Đế tài trí ngưu lược từng muốn cho bộ tộc Đông Di và thổ tộc liên hôn với nhau, nhưng lại bị bộ tộc Đông Di từ chối, lý do là vì họ phải duy trì sự thuần khiết của huyết mạch hậu nghệ. Người của bộ tộc Đông Di có ngoại hình rất dễ nhận biết, cả nam, nữ, già, trẻ đều vác theo cung tên trên lưng, hốc mắt sâu và đôi mắt sáng như đại bàng điều này là do họ phải rèn luyện thuật ưng nhãn khi bắn tên theo thời gian đặc điểm của mắt đại bàng sẽ in sâu vào huyết mạch và được truyền lại a lê là một ngoại lệ cô bé không có đặc điểm của ưng nhãn bởi vì sức mạnh của cô trực tiếp đến từ ý chí bản thân của thái cổ nguyệt ma hơn nữa ngoại hình của a lê thực ra đã bị thái cổ nguyệt ma thanh tẩy qua một lần hơn nữa thần thể cũng đã có từ lâu trước khi thần hồn dung hợp với thái cổ nguyệt ma chỉ là không ai biết đến chuyện này mà thôi nếu không Phùng Mông cũng sẽ không nghĩ đến việc đánh thức Nguyệt Ma từ trong cơ thể cô bé. Sức mạnh của Nguyệt Ma không phải là thứ thân phàm sát tục có thể chịu đựng được. A Lê là lựa chọn duy nhất của ông ta. Ngươi cũng là con cháu hậu nghệ sao? Ngươi ra lại hỏi. A Lê gật đầu. Ngươi từ đâu đến? Quy Khư đã hiện thế rồi. Ta từ bên ngoài mà đến đây. Từng lời nói của A Lê đều chạm đến trái tim của bộ tộc Đông Di. Chỉ một câu Quy Khư xuất thế đã khiến họ không nói nên lời. Chương 522, Thần cách Nguyệt Ma 2 vậy bên ngoài có còn tộc nhân của bọn ta không người già đó lại hỏi thế giới bên ngoài đã không còn vết tích gì của thời hồng hoang nữa chỉ trong một bí cảnh ở núi côn lôn nơi đó mới còn người thân của ta chỉ là thời gian đã quá lâu rồi không biết khi nào ta mới có thể gặp lại họ nữa con à nơi này là quê hương thứ hai của con người già vừa nói vừa chảy nước mắt con biết chứ ngay khi con nhìn thấy những mũi tên nghe thấy âm thanh của những mũi tên xé tọc bầu trời con biết mình đã đến đúng nơi và đã tìm thấy nhà của mình A Lê nhận được sự hiếu khách nồng hậu của bộ tộc Đông Di, tận hưởng cảm giác xa cách người thân đã lâu, khiến cô bé không còn cảm thấy một mình đơn độc lẻ loi nữa. Hòa hợp với bộ tộc Đông Di, đối với A Lê mà nói, không chỉ là sự hòa quyện về tình cảm mà còn là sự gắn bó về ý chí. Trên thực tế, thời điểm A Lê vừa xuất hiện trước mặt tộc nhân, một phần ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bị mất trong hồng hoang quy khư đã âm thầm hội tụ trên người cô bé, đúc kết một thần cách Thái Cổ Nguyệt Ma hoàn chỉnh cho cô. Thái Cổ Nguyệt Ma đã bị tiêu diệt, A Lê chính là Thái Cổ Nguyệt Ma hoàn toàn mới, nguyệt thần tương lai của tam giới. Chỉ cần là bồn tôn của cô bé xuất hiện, tất cả sức mạnh ý chí liên quan đến mặt trăng đều sẽ được cô ấy hấp thụ một cách tự chủ. Bởi cái gì cũng thì phải thu hồi, chỉ có như vậy mới luôn có thể có nguyệt ma mới đến. A Lê do là đang say đắm trong tình cảm nên không thể nhận ra điều này, nếu lúc này cô bé thử Dương cung bắn tên thì sẽ phát hiện ra rằng những mũi tên của mình đã đạt sức mạnh của thiên tôn rồi. Chỉ là còn thiếu một thần vị, không thể thành thần một số người tò mò về cây cung và mũi tên trên lưng A Lê, vì vậy A Lê đã gỡ xuống từ sau lưng để tộc nhân quan sát. Nhân tiện kể về nguồn gốc của cây cung này cho tộc nhân nghe. Trong Hồng Hoang Quy Khư không có tộc Phùng Mông, nhưng tộc Đông Di sẽ luôn ghi nhớ cái tên Phùng Mông này, bởi vì trong truyền thuyết về thân thế của hậu nghệ có một phiên bản kể rằng ông ấy đã bị Phùng Mông giết chết. Thật đáng tiếc khi không ai trong số hai vạn người của bộ tộc Đông Di có thể kéo cây thượng cổ cốt cung của A Lê. Thượng cổ cốt cung được truyền ma tính của Nguyệt Chi Ám Diệt trong khi bộ tộc Đông Di thừa hưởng thần tính của Nguyệt Chi Quang Diện. Lý do A Lê có thể dương cung là vì cô bé sở hữu ý chí hoàn chỉnh của Thái Cổ Nguyệt Ma, bao gồm cả thần tính và ma tính. Sau khi Nguyệt Ma ở đỉnh quỷ tiễn tan biến, đã để toàn bộ sức mạnh ý chí của Nguyệt Ma lại cho A Lê. Đây là tạo hóa của A Lê sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, cơ hội lớn đến mức sau này trong đạo tàng đã viết một câu như vậy, trận chiến giữa ma đạo và âm sơn bắt nguồn từ Nguyệt Thần, kết thúc tại Nguyệt Thần. Không ai kéo được thượng cổ cốt cung, ai đó đã yêu cầu A Lê đích thân thị phạm một lần. A Lê khẽ mỉm cười, lấy ra một mũi tên tiên Vũ Khánh Linh từ ống tên ảo bách chiến mà mộ dung nguyên duệ đưa cho cô, đặt nó lên dây cung, rồi từ từ kéo. Khi cánh tay của A Lê phát huy sức mạnh, trong không khí đột ngột xảy ra sự thay đổi kỳ lạ. Những người bộ tộc Đông Di ban đầu tập trung xung quanh A Lê, nhưng khi sự thay đổi kỳ lạ này xảy ra, theo bản năng né tránh nguy hiểm, bọn họ từng người một tránh xa khỏi cô bé, lùi dần cho đến lúc cách 10 trượng, mới dám tập trung nhìn A Lê. Sát khí vô cùng tận nổi lên từ dây cung, mũi tên tiên vũ khánh linh khẽ rung lên, cung tên từng chút từng chút kéo thành trăng tròn, hướng về phương xa. A Lê nheo mắt lại, cố gắng tìm mục tiêu ở phía xa, tìm kiếm vô ích nên tùy ý bắn vào một ngọn núi. Dây cung rung lên, mũi tên bắn ra trong nháy mắt, ánh sáng xung quanh A Lê lập tức có chút vặn vẹo, sau đó mũi tên tiên vũ khánh linh đốt cháy không trung, trực tiếp phá vỡ hư không tạo ra một đường tên mà bắn ra không ai có thể nhắm được quỹ đạo của mũi tên bằng mắt thường ngay khi tiếng dây cung vang lên ngọn núi phía xa sụp đổ tựa như ngọc vỡ biến thành cho bụi chỉ sau một tiếng nổ nhưng mũi tên chưa dừng lại tiếp tục bắn về phía thượng nguồn sông lạc thủy từ phương hướng mà phán đoán hẳn là bay thẳng về thành thủ dương vào lúc này tại thành thủ dương hiên viên đế đang tổ chức một điển lễ long trọng cho các mỹ cơ mới thu nạp trong thần điện hiên viên các giai nhân trong hậu cung của Hiên Viên Đế thầm cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt mê đắm của vị mỹ nhân mới này, lo lắng rằng Hiên Viên Đế sau khi thu nạp cô ta rồi sẽ không còn quan tâm đến bọn họ nữa. Vị mỹ cơ mới này, đương nhiên là Kiêm Hà, chỉ có vẻ đẹp tuyệt thế vô song do huyết mạch của Huyễn Ma của Kiêm Hà ban tặng mới có thể quét sạch sắc thái trong lục cung. Lúc này, Kiêm Hà một thân áo ngũ sắc, đầu đội phụng quan, khuôn mặt được che lại đang lo lắng không thôi. Hiên Viên Đế háo sắc đã dùng bí thuật để khống chế quyền tự chủ cơ thể của cô ấy khiến cô ấy không thể làm ra các động thái phản ứng quá khích nào hoàn toàn nhờ vào hai nữ tế tư trong thần điện hiên viên hỗ trợ đi về phía hiên viên đế khóe miệng hiên viên đế nhách một nụ cười hướng về phía quần thần và những người đến xem buổi lễ mà chắp tay bước nhanh đến trước mặt kiêm hà đưa tay vén khăn che mặt đúng lúc này một mũi tên đột nhiên bắn vào khoảng không trong thần điện hiên viên hiên viên đế hít mắt nhìn theo đường bay của mũi tên trong lòng cảm thấy vô cùng bất an cái gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao Trước mặt Hiên Viên Đế là mỹ sắc nên rất nhanh chóng đã đè nén cảm giác bất an này trong lòng, tiếp tục vén khăn che trên mặt Kiêm Hà lên. Tấm vải che được vén lên, để lộ khuôn mặt tuyệt thế của Kiêm Hà. Ông ta nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cảnh người đẹp đang khóc, nhưng lại thấy một đôi mắt ánh lên ý cười nhìn mình. Hiên Viên Đế động lòng, vì Kiêm Hà giải trừ cấm chế thần niệm, hỏi: "Ngươi cười cái gì? Nếu như ngươi dám động đến ta, ta có thể đảm bảo thành thủ Dương sẽ trở nên một tòa thành chết." Ồ, Hiên Viên Đế nhíu mày, nếu mũi tên của Nguyệt Thần không thể cảnh tỉnh ngươi, thì sớm thôi ngươi sẽ nghe thấy tiếng bước chân của Tử Thần. Chương 523, Tượng Thần Hậu Thổ 1. Phản ứng của Kiêm Hà khiến Hiên Viên Đế nghi ngờ, mũi tên giống như ngôi sao băng xẹt trên khoảng không khiến ông ta trong lòng thầm giật mình. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hiên Viên Đế dùng tay nâng cầm Kiêm Hà lên hỏi, hành động này rất ngả ngớn, Kiêm Hà chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Thấy được rằng Hiên Viên Đế đã không để tâm đến lời cảnh báo của cô ấy, cũng khó trách được, do ông ta đã làm hoàng đế quá lâu rồi, nhìn khắp quy khư, người đáng cho ông ta để mắt đến cũng không nhiều. Mũi tên của A Lê quả thực rất bá đạo, phá không bất khuất tiến lên phía trước, nhưng chỉ riêng uy lực của mỗi mũi tên này tạo ra thì không đủ để hiên viên đế thay đổi ý định. Trước giờ chỉ có nữ nhân mà ông ta chán ngấy rồi bỏ rơi, chứ chưa từng có nữ nhân nào mà ông ta không có được. Người mặc kệ ta là ai, hiện tại thì mau thả ta ra đi, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra kiêm hà tức giận nói ô quả nhân lại muốn xem xem ai lại có thể đến thần điện hiên viên mà đem ngươi đi nói xong nghi lễ tiếp tục cử hành kiêm hà hoàn toàn không tự chủ mà bị hai tế tư ép buộc hoàn thành nghi thức nhập cung tiếp đó thì bị đưa vào tẩm cung hiên viên a lê bắn ra một mũi tên xuyên qua phần lớn bầu trời của hồng hoang quy khư những thổ dân ở hồng hoang thì không biết nguồn gốc của mũi tên nhưng những cao thủ đỉnh cao của nhân tiên hai đạo bị dịch chuyển đến đây và người của ma đạo đều nhận ra rằng đó là mũi tên tiên vũ khánh linh do A Lê bắn ra. Đáng tiếc mũi tên bắn từ đông sang tây, giờ khắc này, Thủy Họa đang chiến đấu ác liệt với hung thú ở núi Lưu Ba lại không nhìn thấy. Trương Chi Viễn nhìn thấy mũi tên, một mực đi theo quỹ đạo của mũi tên đến tận phía tây để tìm kiếm tung tích của A Lê. Vấn đề của Kiêm Hà vẫn luôn được Trương Chi Viễn theo dõi, ông ta biết mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Nửa giờ sau, Trương Chi Viễn đến lãnh địa của bộ tộc Đông Di nhìn thấy a lê đang tụ tập vui vẻ với tộc nhân của mình sau khi a lê bắn mũi tên đó những tộc nhân đông di lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc và sau khi cô bé bắn mũi tên đó cô nhận ra rằng mình đã ngưng tụ được thần cách của thái cổ nguyệt ma cô bé rất kích động háo hức chờ được chia sẻ niềm vui trong lòng với những người khác trong ma đạo sau khi giải thích nguồn gốc của mình với những người trong tộc cô ấy đã nhờ họ giúp đỡ tìm tung tích của các thành viên khác của ma đạo bộ tộc đông di hiện coi a lê là chuyển thế của nguyệt thần xem lời cô bé như mệnh lệnh mà nghe theo, lập tức bố trí người đi tìm. Trương Chi Viễn là một con cáo già, nhìn thấy A Lê dễ dàng chinh phục bộ tộc Đông Di hùng mạnh như vậy, trong lòng ông ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bộ tộc Đông Di có hơn hai vạn người, ngoại trừ già trẻ, ốm yếu và tàn tật, nam nữ đều là tay thiện xạ. A Lê tập hợp bộ tộc Đông Di, đồng nghĩa với việc ma đạo có thêm một thế lực hùng mạnh. Sau khi Trương Chi Viễn cảm khái một phen, ông ta đã ngay lập tức yêu cầu được gặp A Lê, Ông ta đã trực tiếp kể về chuyện của Kiêm Hà ngay khi gặp được. A à, Lê nghe xong, tức giận vô cùng, đứng phát dậy và treo thưởng cổ cốt cung trên người, chuẩn bị đi đến Thành Thủ Dương. Thành Thủ Dương đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ với chiến lực nửa bước thiên tôn thì cũng có hàng chục người, còn có hàng vạn binh lực tinh nhuệ thủ thành nữa. Tên hiên viên đế kia có lực chiến thiên tôn, một mình ngươi sẽ không thể cứu được Kiêm Hà đâu." Trương Chi Viễn nói, "Chị Kiêm Hà đang gặp nguy hiểm, cho dù ta không cứu được chị ấy." thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. A Lê nói, e rằng ngươi đi thì cũng vô dụng, nếu như xảy ra tranh chấp, ngươi chẳng những không cứu được cô ta, ngược lại còn khiến bản thân gặp nguy hiểm. Mặc dù trong lòng A Lê lo lắng nhưng cô bé biết rằng những điều Trương Chi Viễn nói là thật. Tuy lực chiến cô bé mạnh mẽ, nhưng quả thật giỏi công không giỏi thủ, không có sự bảo vệ của Ngạo Phong, cô bé bắn không được mấy mũi tên. Thành thủ Dương ở đâu? A Lê hỏi, Trương Chi Viễn chỉ tay về phía tây, còn thần điện hiên viên thì sao? Trương Chi Viễn lần nữa chỉ đường cho A Lê, rồi thắc mắc hỏi cô muốn làm gì. A Lê không nói gì, đi về phía một cây dương khổng lồ cao chót vót trong lãnh địa của bộ tộc Đông Di. Phi thân lên ngọn cây dương, cô bé mở ra ưng nhãn, khóa chặt vào vị trí của thần điện hiên viên mà Trương Chi Viễn chỉ cho, rồi bắn một mũi tên vào không trung. Mũi tên này do A Lê tức giận bắn ra, mũi tên bắn ra khỏi cung, hư không như vỡ tan. Vụn gỗ trên cây dương rơi xuống kêu sột soạt, bay vút đi cùng với cơn lốc do chuyển động của mũi tên tạo ra. Sau khi bắn xong mũi tên này, A Lê lại liên tiếp dương cung bắn ra bốn mũi tên nữa, bắn về bốn phương tám hướng. Cô bé tin rằng chỉ cần có người của ma đạo nhìn thấy những mũi tên của cô bé, họ sẽ lần theo quỹ tích mà những mũi tên phá không để lại để tìm đến cô. chương 524, Tượng Thần Hậu Thổ 2 Thần Điện Hiên Viên, Tẩm Cung Hiên Viên Đế Hiên Viên Đế của giờ khắc này ôm mỹ nhân trong lòng, sớm đã quên mũi tên xuyên không trên thần điện, cũng đã quên lời cảnh cáo của Kiêm Hà. Thể chất ma mị của huyễn ma của Kiêm Hà, ngay cả khi cô ấy không thể hiện bất kỳ tình cảm nào, thì vẫn có một sự cám dỗ tự nhiên đối với nam nhân. Nến đỏ lung linh, xạ hương quyến rũ, nhìn hiên viên đế đang từng bước đi về phía cô ấy với nụ cười trên khóe miệng, lòng Kiêm Hà ngày một trùng xuống. Thần niệm chịu sự khống chế, lúc này cô ấy thậm chí còn không thể thốt ra lời cảnh cáo nào. Đến lúc này hiên viên đế đã mất đi cái uy đế vương, trong mắt chỉ tràn đầy sắc dục. Ngồi ở mép giường, đưa tay cởi quần áo của Kiêm Hà. Kiêm Hà không cách nào phản bác, nước mắt cô cứ thế trào ra, không thể dừng lại được nữa. Nguyễn Ma vốn không có khái niệm về danh tiết, nhưng Kiêm Hà lại là một ngoại lệ. Theo cùng với từng lớp quần áo bị lột ra, trái tim cô ấy càng trở nên tuyệt vọng. Theo quả nhân, quả nhân sẽ không phụ ngươi. Đúng lúc này, một tiếng chấn động lớn từ bên ngoài truyền đến. Tiếp đó mặt đất lung lay, rồi mọi thứ bắt đầu rung chuyển sắc mặt hiên viên đế biến chuyển lớn không còn để ý đến kiêm hà nữa ông ta chỉnh lý quần áo xong xuôi bước nhanh ra khỏi cung để kiểm tra động tĩnh khác thường kiến trúc cao nhất trong thần điện hiên viên mang tên thần điện hậu thổ bên trong cung phụng tượng thần của hậu thổ nương nương tuy rằng sau này hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi đồng nghĩa với việc bỏ rơi thổ tộc nhưng người thổ tộc cũng không quên ân tình mà hậu thổ nương nương để lại cho thổ tộc trong thần điện hiên viên vì bà ấy mà dựng nên bức tượng cao nhất các nghi thức đại lễ được cử hành theo bốn mùa trong năm hương hỏa đầy đủ quanh năm không dám quên nhưng vào lúc này bức tường đá cứng rắn của thần điện hậu thổ đã bị xuyên thủng toàn bộ ngôi đền bị lực pha chạm cực lớn nghiền nát và sụp đổ trên đống đổ nát bức tượng của hậu thổ nương nương đứng im bất động như núi một mũi tên tình cờ được hai bàn tay đang chắp lại của bà ấy đỡ được đôi tay của bà ấy dường như không dừng lại vẫn run rẩy kịch liệt nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này các tế tư trong thần điện đều quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng. Hiên Viên Đế cũng không ngoại lệ, trước tiên không truy hỏi mũi tên kia từ đâu tới, là do ai bắn, tình thế lúc này cho thấy Hậu Thổ nương nương cũng không bỏ rơi bọn họ, Hậu Thổ nương nương đã hiển linh rồi. Mặc dù Hậu Thổ nương nương đã trốn vào cửu u, nhưng thần tính của bà vẫn còn lưu lại ở nhân gian, theo cùng với sự mất đi của Hậu Thổ nương nương, thần tính trong nhân gian cũng dần tiêu tán từ lâu, pho tượng ở Quy Khư hẳn là thần tính cuối cùng của bà. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người nghĩ rằng mũi tên sẽ không còn đủ sức để thoát khỏi đôi tay của hậu thổ nương nương, pho tượng của hậu thổ nương nương cư nhiên lại bắt đầu dung chuyển kịch liệt. Trong lòng hiên viên đế thầm nghĩ rằng không ổn rồi, muốn sử dụng dòng khí thiên thiên mậu thổ để trợ giúp tượng thần cản mũi tên lai lịch bất minh này. Đáng tiếc thay ông ta đã ra tay quá muộn, còn chưa kịp phát ra khí thiên thiên mậu thổ nhập vào pho tượng, mũi tên đột nhiên thoát khỏi sự kìm hãm trong lòng bàn tay của hậu thổ nương nương, đâm thẳng vào trái tim của bà. Ngay sau đó, Phò tưởng cao lớn linh thiêng của Hậu Thổ nương nương hóa thành bột phấn, tiếp đó một tiếng thở dài đồng thời vang lên trong lòng tất cả mọi người, ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã thức tỉnh rồi. Đến cùng thì một tia thần tính cuối cùng của Hậu Thổ nương nương để lại ở Hồng Hoang Quy Khư cũng đã tan vào hư vô. Hiên Viên Đế sắc mặt âm trầm như nước, nếu như mũi tên thứ nhất vừa mới làm cho ông ta bất an, vậy thì mũi tên thứ hai này, thật sự khiến cho ông ta sợ hãi. Hậu Thổ nương nương không còn bao nhiêu thần tính, không đón được mũi tên này cũng là chuyện bình thường nhưng lời nói của bà lại khiến hiên viên đế vô cùng bất an chỉ là điều khiến ông ta bối rối chính là ý chí mà thái cổ nguyệt ma lưu lại trong quy khư thiếu thốn đến đáng thương làm sao ý chí có thể đột nhiên khôi phục lại được sau đó hiên viên đế lại nghĩ tới một chuyện khác ý chí của thái cổ nguyệt ma bị phong ấn trong huyết mạch của tộc hậu nghệ mũi tên này lại bắn từ phía đông có lẽ có thể từ bộ tộc đông di mà cha ra được chân tướng ngay lập tức hiên viên đế hạ lệnh cử người đi đến bộ đông di để tìm hiểu chân tướng sau đó ông ta lập tức quay trở lại tầm cung để giải trừ cấm chế thần niệm của kiêm hà và khiến cô ấy mở miệng giải thích ngươi rốt cuộc là ai mũi tên kia có quan hệ gì với ngươi hiên viên đế hỏi ta là tướng quân kiêm hà của ma đạo mũi tên kia là do người của ma đạo bắn ra ma đạo làm sao lại chưa từng nghe qua thả ta đi đi thời gian của ngươi không còn nhiều nữa kiêm hà nói quả nhân tạm thời không đụng vào ngươi nhưng cũng sẽ không để cho ngươi tùy ý rời đi Quả nhân muốn xem xem cái thứ gọi là ma đạo lại có thủ đoạn thông thiên gì. Chương 525, nghe tin mà đến một. Hiên Viên Đế là một người rất khôn ngoan, nếu ban đầu ông ta chỉ vì thèm muốn sắc đẹp của Kiêm Hà, thì giờ đây, mũi tên do A Lê bắn ra mang theo ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã hoàn toàn thức tỉnh ông ta. Mà bây giờ tại sao ông ta lại không để Kiêm Hà đi hoàn toàn là do ông ta đang có một sự tính toán khác. Mặc dù Hiên Viên Đế không tự xưng mình là Hồng Hoang chi chủ, nhưng trong lòng ông ta từ lâu đã coi mình là vị vua không ngai của hồng hoang quy khư. Một người như vậy thì không thể chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào. Mà một khi có người thật sự có thể uy hiếp được ông ta, thì chẳng những ông ta sẽ không thỏa hiệp, ngược lại sẽ khơi dậy tính hiếu thắng trong xương cốt của ông ta. Thổ tộc có mấy trăm vạn nhân khẩu, quân lực tinh nhuệ đến 80 vạn người, trong thời chiến, có thể điều động quân lực của hỏa tộc dưới trường xích đế, bất kỳ lúc nào cũng có thể tập hợp trăm vạn đại quân. Hiên viên đế có chiến lực của thiên tôn, trong thần điện hiên viên, tế tư với chiến lực nửa bước thiên tôn cũng lên đến 50 người, cộng thêm các đại tướng thống lĩnh của các nơi, lực chiến nửa bước thiên tôn cũng không ít hơn trăm người. Với sức chiến đấu này, đừng nói đến đụng phải bảy người của ma đạo, ngay cả khi chiến đấu với quân lực của nhân, tiên hai đạo, hiên viên đế đều có ưu thế. Nếu tính cả những cao thủ đỉnh cao dưới chướng chỉ huy của xích đế, hiên viên đế tự tin có thể thành lập một quân đoàn đồ thần. Cứ như vậy, trừ khi thái cổ nguyệt ma bổn tôn phục sinh, nếu không thì không ai có thể chống lại cơn giận của đế vương. Bây giờ hiên viên đế đã phái người thân cận của mình đi đến lãnh thổ của tộc Đông Di để điều tra nguồn gốc của mũi tên, đồng thời, thành thủ dương cũng bước vào tình trạng khẩn cấp, 3.000 xạ thủ của bộ tộc Đông Di đóng quân trên núi thủ dương cũng bị chặn hết tin tức. Không lâu sau khi hoàn thành tất cả những điều này, xích đế đến thăm. Xích đế mang đến một tin tức khiến hiên viên đế không thể nào bình tĩnh nữa, quy khư đã xuất thế rồi mà ông ta cũng đã nhận được sự xác nhận từ sích đế rằng cái gọi là ma đạo cũng đến từ thế giới bên ngoài. Sau khi A Lê bắn một mũi tên vào thần điện hiên viên, cô bé bắn tiếp bốn mũi tên về bốn hướng truyền tin. Phía đông, sâu trong núi Lưu Ba, thùy họa với hồn chi bi thương, chém giết không ngừng. Lôi thú, cửu anh, tạc sĩ, áp sứ, cổ điêu, chư hoài. Không biết có bao nhiêu hung thú hồng hoang đã bị cô ấy chém chết dưới đao, càng giết càng trở nên cuồng dã. Lúc này, Thùy Hỏa đang đối đầu với hung thú thượng cổ quỷ như trong truyền thuyết. Trong Sơn Hải Kinh có viết, hình dạng như trâu, mình xanh mà không có sừng, một chân, ra vào nước thì ắt có mưa gió, tỏa sáng như nhật nguyệt, tiếng lại như sấm, tên gọi là Quỳ. Nhưng nhiều sách cổ lại bảo rằng Quỳ là một con quái vật thân rắn, viết Quỳ, quyến rũ vô cùng, tựa như rồng một chân vậy. Ngay cả Thủy Hỏa đã chém giết đẫm máu ở núi Lưu Ba gần như cả ngày, nhưng khi nhìn thấy Quỳ thì cô ấy vẫn bị kinh ngạc một phen. Làm gì là Quỳ như chứ? rõ ràng là một con ác long một chân, thân dài hơn trăm trượng. Quỳ Như bị kiếm khí của Thủy Họa làm cho sợ hãi, từ trong thung lũng sâu của núi Lưu Ba đi xuyên qua màn sương mù, hung tính phát tác, gầm lên như sấm giật, rồi lao thẳng tiến về phía Thủy Họa. Quỳ Như có lớp da dày cứng như giáp sắt, lực phòng ngự ngang với thư thú, sức chiến đấu cũng gần như nhau. Nếu như không phải nhờ sở hữu lực chiến thiên tôn sau lần niết bàn thứ tư, cô ấy tuyệt đối không đủ thực lực một mình cùng Quỳ Như chiến đấu, cho dù là bây giờ, cô ấy cũng phải dốc hết sức lực, cậy vào lực phòng ngự siêu cấp của trọng khải băng giáp hàn thiết cùng quỳ nhiêu chiến đấu đến chết. chỉ cần lơ là một chút, thì liền bị đánh vào cảnh giới niết bàn. núi lưu ba không có nhiều hồn năng để hấp thụ như vậy, nên một khi thủy hỏa niết bàn, rất có thể sẽ nằm xuống tại nơi này. quỳ nhiêu thể lực dai dẳng, dưới sự trợ giúp của tiếng sấm, càng chiến đấu càng ác liệt, mỗi một lần ra đòn đều đánh thủy hỏa bay xa mấy chục trượng, mà thủy hỏa cũng lại đánh đến hang máu uy áp tử thần và phá quân chi đạo dần dần hợp nhất, hồn chi bi thương mỗi khi đao ánh lên sắc sáng đều có thể đánh rơi một phẩy rồng. Núi Lưu Ba là một ngọn núi hung nổi tiếng ở Hồng Hoang Quy Khư, nơi tụ tập của nhân tộc gần nhất cũng cách xa hàng ngàn dặm, trận chiến kinh thiên động địa này định là sẽ phải im hơi lặng tiếng không ai biết đến. Sau nửa giờ, Thùy Hỏa cầm dao bay thẳng vào vòng miệng đầy máu đang há ra của Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu vui mừng khôn xiết, há miệng ra cắn, vào khoảnh khắc khi cái miệng khổng lồ đóng lại, thủy hỏa đã dẫm lên hàm dưới của quỷ nghiêu, lộn ngược một cái trên không trung, mũi của thanh đao hồn chi bi thương từ hàm dưới đâm xuyên xuống, thẳng qua cơ thể nó. Quỷ nghiêu bị đau, liều mạng lắc cái đầu khổng lồ của mình định làm văng Thùy Họa xuống, nhưng không ngờ rằng sau khi Thùy Họa đâm con đao xuyên qua hàm của nó, con dao đã cắm thẳng xương, khi cả người lẫn đao văng ra khỏi miệng thì thuận theo thế một đường cắt toạc xuống. Chương 526, nghe tin mà đến hai. Phải rồng chóc ra, rơi như mưa quỳ nghiêu gắng ngượng mãi vẫn không thoát được đợi khi hồn chi bi thương của thùy hỏa từ đuôi của nó rút ra tia máu cuối cùng quỳ nghiêu phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn sau đó toàn bộ da thú bị lột ra từ xác rồng bằng xương bằng thịt ngay thân thể hóa thành một con rồng máu thịt kinh người sau khi bị lột ra quỳ nghiêu vẫn thoi thóp chưa chết bay lên không trung muốn lao ra đến vùng biển phía đông núi lưu ba cái gọi là con rết chăm chân chết mà không ngã Dị thú thượng cổ như quỳ Nhiêu sở hữu lực chiến của thiên tôn chỉ cần có thể trốn được vào biển sâu, thì nó có thể nhờ vào khí của quý thủy mà từ từ lấy lại sức sống. Thấy quỳ Nhiêu muốn chạy trốn, thủy họa khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Bước thật nhanh rồi dẫm mạnh vào một cái thân cây tùng đỏ, sau một khắc, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng đen, bay thẳng về phía quỳ Nhiêu. Đợi khi cô ấy bay tới phần giao nhau giữa đầu và cổ quỳ Nhiêu, lớn tiếng hét, sự sắc bén giết chết sinh mệnh, sức lực làm thương tổn linh hồn. Với một nhát chém duy nhất, rồi một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ của Quỳ nghiêu đã bị gãy đôi. Không chung máu rơi như mưa, khiến cả người Thùy Họa bị máu tươi nhuộm đỏ. Ha ha Thùy Họa cười to một tiếng, tóc trắng bay lên trời. Đột nhiên, tiếng cười đột một dừng lại, bởi vì cô ấy cảm nhận một luồng sát khí dữ dội đang vùn vụt truyền đến từ hướng Tây, cho đến khi đến gần thì cô ấy mới nhận ra được đó là một mũi tên. Thùy Họa lại dậm chân bay lên, vươn tay bắt lấy phần đuôi của mũi tên cú va chạm mạnh đã kéo Thùy Hỏa về phía trước vài trăm trượng trước khi dừng lại. Tất nhiên, Thùy Hỏa nhận ra rằng đó là mũi tên tiên Vũ Khánh Linh do A Lê bắn ra, rồi hít mắt dò quỹ đạo của mũi tên, sau đó sử dụng thân pháp của mình để biến thành một luồng sáng màu đen, dao động không ngừng trong núi Lưu Ba. Tóc trắng bóng đen, tựa cú đêm phóng nhanh về phía tây như tia chớp. Phía tây, trên một vách núi cách phía đông núi Côn Ngô 300 dặm, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đang lau sạch vết máu trên loan đao cong như trăng tròn, đạp lên xương trắng trên đất đi xuống ngọn đồi. Sau khi được dịch chuyển đến đây, cô ấy đã gặp phải sự hạnh hoẹ của những người bộ tộc kim tộc. Nữ tử kim tộc thân hình cao to, rắn chắc, làn da màu đỏ xỉn, dáng người hồ mị trời sinh của ngân hồ bạch vô nhai, đã khiến những nam tử rắn giỏi của kim tộc nhìn chằm chằm ngay khi vừa xuất hiện. Mặc dù cô ấy đeo mặt nạ độc nhãn, nhưng chỉ riêng thân hình nóng bỏng của cô ấy thôi cũng đủ khiến những nam tử mạnh mẽ của kim tộc phải say mê và choáng váng, hơn nữa, cô ấy vẫn có yêu khí càng khiến nam tử kim tộc xem như một con mồi vậy. Bạch vô nhai khác với Kim hà, mặc dù huyết mạch huyễn ma trong Kim hà là đạo tâm, trong tim có tử bi, nhưng bạch vô nhai ra tay thì lại không có nửa phần để tâm điều này. Một vài câu chữ đã khiến cô ấy triệt để muốn giết người, sau khi giết liên tiếp vài người, đã làm kinh động đến hàng ngàn người kim tộc. Bạch vô nhai dứt khoát đại khai sát giới, đã bắt đầu thì liền mất kiểm soát. Một trận đồ sát đã lấy đi vài trăm dũng sĩ kim tộc, cuối cùng giết đến những người kim tộc sợ hãi không thôi, chạy trốn khắp nơi. Sau khi giết nhiều người như vậy, mặc dù Bạch Vô Nhai dũng cảm nhưng cũng biết nơi này không phải là nơi có thể ở lâu, nhưng hồng hoang quy khư vô cùng rộng lớn, trong lúc nhất thời cô cũng không biết bằng cách nào để tìm được những người khác của ma đạo. Đúng lúc này, một mũi tên từ phía đông bay tới, sẽ toạc hư không, bay thẳng đến núi Côn Ngô. Sau khi Bạch Vô Nhai nhận ra rằng đó là mũi tên tiên vũ khánh linh của A Lê, thì thuận theo quỹ đạo của mũi tên mà đi về phía đông tổ long giết chết nó một giọt máu của tổ long đáng giá ngàn vàng phải rồng gân rồng toàn thân đều là bảo vật bao vây nó mau đi thông báo cho tù trưởng ngạo phong hiện thân tại một buổi lễ hiến tế của một bộ tộc nào đó của hòa tộc khi được dịch chuyển tức thời đến thức thần của ngạo phong đã bị phong ấn chỉ khi tỉnh dậy cậu ấy mới phát hiện ra rằng mình đã hiện thân bằng thân xác của tổ long giờ thì hay rồi lập tức được chào đón nồng hậu bởi các dũng sĩ hòa tộc người nào người nấy cũng đã lấy sẵn vũ khí ra để chiêu đãi bây giờ cơ thể tổ long của cậu ấy dài hơn trăm trượt sức chiến đấu cũng đã được nâng lên đến đỉnh cao của nửa bước thiên tôn mỗi một chuyển động đều tạo ra sự thay đổi không chỉ gây ra sức phá hủy đối với các dũng sĩ hỏa tộc đang bao vây cậu mà ngay cả những người già trẻ nhỏ và phụ nữ vô tội cũng không thể thoát khỏi uy lực nghiền nát của rồng mặc dù thân hình của ngạo phong to lớn vô đối nhưng cậu ấy là một thiếu niên có trái tim trong sáng thuần khiết không nỡ phạm phải sát nghiệp nên cố gắng hết sức chống chọi với các đòn tấn công rồi mạnh mẽ bay lên không trung. Hồng hoang quy khư cấm chế ngự không, ngay cả tổ long ngạo phong thì cũng chỉ có thể bay cao hơn 10 trượng, không thể tránh được cơn mưa tên dày đặc, nhưng may mắn thay cậu ấy có thể chịu đau, nương nhờ vào tốc độ của gió, mây, mà mang theo những vết thương bay vội khỏi trại của người hòa tộc. Bay đi không xa, cậu ấy đột nhiên cảm thấy một luồng sát cơ dày đặc vô song, quay đầu lại liền thấy, nhận ra là mũi tên tiên vũ khánh linh do A Lê bắn, trong lòng mừng rỡ, bay thẳng về phương bắc. Thiếu niên Ngạo Phong, toàn tâm toàn ý ái mộ A Lê, vì vậy sau khi cảm nhận được tiếng gọi của A Lê, ngay cả núi đao hay biển lửa cũng không thể ngăn được nỗi niềm mong nhớ của cậu. Âm thanh của bốn mũi tên của A Lê bắn, lan ra bốn phương tám hướng. Đến nỗi sau này đạo tàng đặc biệt bình luận về điều này, đã để lại một câu, một mũi tên bắn xuyên mây, thiên quân vạn mã cùng đến gặp. Chương 527, thái độ của Thanh Đế 1. Ngay lúc Bạch Vô Nhai Thủy Hỏa cùng Ngạo Phong ba người đang lần theo các mũi tên mà tìm A Lê, các đặc sứ do Hiên Viên Đế cử đi cũng đã đến lãnh thổ của bộ tộc Đông Di. Nếu như đặc sứ của Hiên Viên Đế đến đây vào lúc bình thường, toàn bộ người tộc Đông Di sẽ ra nghênh đón, tiếp thánh giá. Nhưng lúc này, đặc sứ và đoàn người của ông ta không nhìn thấy bất kỳ sự kính trọng nào trong mắt người tộc Đông Di, thậm chí ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không có, chẳng qua là nam nữ già trẻ tất cả đều nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng vị đứng đầu của đoàn đặc sứ được gọi là Hiên Viên Tế Quang, hắn là người nổi bật nhất trong số rất nhiều người con của Hiên Viên Đế. Hiên Viên Đế thường nói với mọi người rằng, con trai Tế Quang của ta có tướng của một vị đại đế. Ngoại trừ việc Hiên Viên Tế Quang không thừa hưởng thân thể tiên thiên mậu thổ của Hiên Viên Đế, tâm tính, lòng dạ và thậm chí cả sắc dục của hắn cũng đều giống với Hiên Viên Đế. Trong điển lễ nhập cung của Kiêm Hà, Hiên Viên Tế Quang là người có ánh mắt rực cháy nhất. Thậm chí có lời đồn đại, rằng hiên viên tế quang là một trong những người con thường xuyên ra vào hậu cung của hiên viên đế nhất hiên viên đế nghe được điều này chỉ cười ha hả chẳng những không cho đây là ngỗ nghịch ngược lại còn rất yên tâm thổ tộc coi sinh sản là thiên tính cao nhất lễ pháp thời hồng hoang chưa hoàn thiện rất cởi mở với vấn đề nam nữ hiên viên tế quang đã nhìn trộm vẻ đẹp của kiêm hà hắn ta đương nhiên hy vọng rằng hiên viên đế sẽ giữ cô ấy lại nhưng để giữ được kiêm hà thì mọi mối đe dọa phải được loại bỏ vì vậy hắn đến lãnh thổ của bộ tộc đông di tâm trạng đầy tức giận mong muốn tìm ra thủ phạm của vụ bắn cung rồi đem xử tội hiên viên tế quang mặc dù tức giận nhưng không phải là kẻ ngốc phản ứng của bộ tộc đông di đã cảnh tỉnh hắn khiến hắn ta nhận ra một sự thay đổi rất bất thường trước đây tộc đông di không được coi trọng thậm chí còn bị người thổ tộc coi là kẻ tiện dân nhưng bây giờ lãnh thổ của tộc đông di tràn ngập một cỗ thần uy hùng mạnh ý chí thần thánh thậm chí còn sung túc hơn cả thần điện hiên viên hiên viên tế quang âm thầm kinh ngạc Xem ra ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma quả thực thức tỉnh tại bộ tộc Đông Di rồi, nhưng hắn không biết ai mới là người được chọn. Bộ tộc Đông Di cũng có thần điện riêng, nhưng nó khá đơn giản. Miếu thần được xây dựng giữa hai cây đại thụ cao chót phót, phía trước ngôi miếu là một hồ nước hình ánh trăng với bán kính vài thước, nước hồ trong xanh, nhả hơi xương vào không trung. Bây giờ A Lê đang đứng trước hồ ánh trăng để thực hiện nghi thức của lễ rửa tội do tộc trưởng tổ chức cho cô. A à, Lê trước đây chỉ chọn một bộ thanh vũ giáp từ chỗ mộ dung nguyên duệ mà không chọn trang sức đội lên đầu, giờ đây tộc trưởng bộ tộc Đông Di đã chọn cho cô bé chiếc vương miện của Nguyệt Thần, và tượng trưng cho vinh dự cao nhất của bộ tộc Đông Di. Phương miện của Nguyệt Thần được chế tác từ viên lam bảo thạch thuần túy nhất kết hợp với lông vũ của kiêu thú quấn bằng chỉ tơ vàng, chỉ bạc, ở trung tâm là một viên đá mặt trăng do tổ tiên truyền lại, có màu trắng như ngọc bích và tỏa ra ánh trăng tao nhã. Nguyện Nguyệt Thần dẫn đường cho con, nguyện sao trời bảo vệ con. Người trong tộc lần lượt chúc phúc cho A Lê, khiến cho Trương Chi Viễn đặc biệt ghen tị. Trong lòng âm thầm thở dài, ma đạo đã có tử thần của Thái Cổ Minh Giới, nhìn tu vi hiện tại của A Lê, có lẽ đã ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, không bao lâu nữa, ma đạo sẽ có thêm một thần vị khác. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, nhân vật chính trong cuộc đấu tranh là nhân đạo và tiên đạo, ma đạo đã bị ngó lơ. Bây giờ có vẻ như ma đạo bị bỏ quên này e là cuối cùng sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, ông ta vô cùng nóng lòng muốn tìm tạ Lưu Vân để bàn bạc chuyến trở về từ quy khư, nhưng lại lo lắng A Lê sẽ gây ra rắc rối lớn, sẽ làm gia tăng mâu thuẫn giữa ma đạo và người của thổ tộc, vì vậy đành phải ở lại đây quan sát tình hình. Ngay khi Trương Tri Viễn đang thầm nghĩ về điều đó, đoàn đặc sứ của Hiên Viên Đế đã đến Hồ Ánh Trăng. Ngay khi hiện thân, đã có người bước tới để ngăn không cho can thiệp vào lễ rửa tội của A Lê. Hiên Viên Tế Quang trên đường đến đây sớm đã dồn một bụng tức giận, ngay lập tức bùng phát thần niệm uy áp của bậc bề trên, bùng phát khí tiên thiên mậu thổ màu vàng rực, những tùy tùng phía sau cũng lần lượt thể hiện sức mạnh. Bộ tộc Đông Di không giỏi tu hành, sức chiến đấu của họ đều dựa trên cung tên, xung kích thần niệm ở cự ly gần như vậy lập tức đẩy lùi bọn họ, không ai có thể đến gần. Thấy vậy, Hiên Viên Tế Quang khóe miệng cong lên một tia giễu cợt, sải bước nhanh về phía A Lê đang nhận chúc phúc từ bộ tộc của mình. Chương 528: Thái độ của Thanh Đế hai. Đương nhiên, nhất cử nhất động của hắn đều không thể qua mắt A-Lê, nhưng A-Lê toàn tâm toàn ý cảm nhận lời chúc phúc của bộ tộc, hoàn toàn không để ý đến hắn. Sau khi hắn dẫn người đến Hồ Ánh Trăng, nơi được bảo vệ, làm gián đoạn nghi lễ rửa tội, A-Lê mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng một đôi mắt to lấp lánh và sáng tỏ. A-Lê xinh đẹp, sau khi được rửa tội vẫn mang vẻ thánh thiện của Nguyệt Thần, hiên viên tế quang chỉ cần nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt. Mà từ thái độ của bộ tộc Đông Di đối với cô, hắn ta cũng đoán được thân phận của A Lê, nếu hắn đoán không sai thì cái gọi là ý chí của thái cổ thần ma nhất định đã thức tỉnh trên người cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này, phát bắn xuyên qua thần điện hiên viên cũng từ tay của cô ấy mà ra. Xem ra, phát tiễn bắn xuyên qua thần điện hiên viên là từ cô mà ra nhỉ. Hiên viên tế quang nhìn chầm chầm A Lê nói, là ta, A Lê nhàn nhạt đáp, hiên viên đế hạ lệnh truy tìm hung thủ, người nếu đã nhận tội, thì có thể cùng ta trở về nhận tội rồi. Nhận tội, nhận tội với ai cơ? a à, lê cao mày hỏi hỗn sược người dùng cung tên phá hủy tượng thần hậu thổ nương nương tội ác tài trời luận tội đáng bị chu di cửu tộc niệm tình ngươi còn trẻ đẹp nếu thành tâm hối cải nguyện ý nhập cung làm nô tỳ chuộc tội bệ hạ có thể sẽ rộng lượng khai ân cho ngươi miễn cho tội chết hiên viên tế quang lớn tiếng nói ta hỏi ngươi kiêm hà tỷ tỷ có phải ở trong cung hiên viên không a à, lê hỏi đúng vậy nếu ngươi nguyện ý tiến cung nhất định gặp được nàng ô lát nữa khi ngươi trở về Nhìn thấy lão cổ hiên viên thì giúp ta truyền lời. Thay ta nói cho ông ta biết, nếu như Kiêm Hà tỷ tỷ mất đi một sợi tóc thì bộ tộc Đông Di sẽ huyết tẩy thành thủ dương." A Lê nhàn nhạt nói. Ngươi, Hiên viên tế quang vô cùng tức giận, nhưng đáng tiếc chỉ đủ thời gian để hắn thoát ra từ ngươi trước khi A Lê Dương cung và lên sẵn tên, khóa chặt khí tức, những từ còn lại đều đã bị luồng sát khí vô hạn chặn lại trong cổ họng hắn. Hiên viên tế quang liều mạng đè nén nỗi sợ hãi cùng tức giận trong lòng lại, xoay người liền muốn dẫn người rời đi. Mới rời đi không xa, thì nghe thấy A Lê nói vọng từ phía sau, đứng lại. Hiên viên tế quang quay người lại và nhìn A Lê, nói cho lão cẩu hiên viên biết, thời gian dành cho ông ta không còn nhiều, một khi tử thần tới, thì thổ tộc có nguy cơ bị diệt phong. A Lê thờ ơ nói, hiên viên tế quang vốn đã bị câu huyết tẩy thành thủ dương của cô bé chọc cho tức muốn ói máu, giờ lại nghe cô bé nói rằng có nguy cơ bị diệt tộc, sự tức giận trong lòng của hắn ta không thể kìm nén được nữa. Con dân thổ tộc lên đến hàng triệu người, cho dù là tất cả người của các bộ tộc trong đại hoang liên minh hết lại thì cũng không dám nói với bọn họ rằng có thể gây họa diệt tộc cho họ thiếu nữ không rõ lai lịch trước mắt chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói một câu như vậy sao có thể khiến hắn không tức cho được bây giờ hiên viên tế quang mới biết lần này đến lãnh thổ tộc đông di là một lỗi lầm hắn tức giận đến không dám bộc phát cơ thể hắn nhẹ nhàng giao động một hồi cảm thấy cổ họng có chút vị ngọt một ngụm máu lập tức phun ra dù sao cũng do sát ý quá lớn Hiên viên tế quang lấy ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, thất vọng dẫn người rời đi. Con làm như vậy, mọi người có trách con khăng khăng làm theo ý mình không? Đợi khi hiên viên tế quang cùng đám người của hắn rời đi, A Lê Thần sắc trịnh trọng hỏi người của tộc Đông Di. Ánh trăng soi dọi đại địa, thể chết trung thành nguyệt thần. Rất tốt, sẵn sàng chiến đấu. A Lê nói, thần điện hiên viên, hiên viên tế quang truyền đạt những lời của A Lê trước mặt xích đế. Cho dù hiên viên đế có thể kiềm chế đến đâu, thì khuôn mặt của ông ta cũng trở nên đen kịt vì tức giận. Ông ta định điểm binh xuất tướng ngay tại chỗ, nhưng đã bị xích đế ngăn lại. Huynh trưởng, quy khư xuất thế vốn là một điểm báo hiếm có xưa nay. Đại quân Bạch Đế đã xâm chiếm núi Bắc Minh, muốn chiếm đoạt bí ẩn quy khư từ trong tay tộc tương liễu. Chuyện này vẫn xin huynh trưởng lấy đại cục làm trọng, thời khắc này nhất định không được gây chiến với bộ tộc Đông Di. Mặc dù tộc Đông Di dân số ít, nhưng sự gia tăng của chiến loạn sẽ làm chậm cơ hội chiến thắng của núi bắc minh ma đạo làm nhục quả nhân đến vậy quả nhân làm sao chịu nổi hiên viên đế hử lạnh nói sự tình của ma đạo là chuyện nhỏ điều binh đến núi bắc minh mới là ưu tiên hàng đầu còn nữ nhân đó thì phải làm sao không bằng cứ thả cô ta đi trước dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu điều binh đến núi bắc minh nữ nhân kia được ma đạo coi trọng như vậy quả nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta ma đạo nhiều lần nhắc tới tử thần quả nhân thật muốn xem xem tử thần là ai. Sau khi nói xong, hiên viên đế đã hạ lệnh xuất quân, cả tộc trưng Bình, chuẩn bị cho trận chiến trên núi Bắc Minh. Không chỉ hiên viên đế có phản ứng trước tin tức về quy khư xuất thế, mà thanh đế đang ở nơi xa trên núi không tang cũng biết tin này. Thanh đế, người sở hữu lực chiến mạnh nhất thời hồng hoang, đã ẩn giật trong nhiều năm và không cho phép ai đến quấy giày. Tuy nhiên, tin tức quy khư xuất thế thì các tộc nhân một tộc không dám che giấu, sau khi nhận được tin tức thì đại tù trưởng mộc tộc đã đích thân đến núi không tang. Tuy nói người mộc tộc bản tính ôn hòa, thích gần gũi mà không thích đánh nhau, nhưng bí ẩn quy khư có liên quan đến toàn bộ sinh vật trong hồng hoang, mộc tộc không thể ngồi yên không quản được. Trên núi không tang, đại tù trưởng mộc tộc đã nói với cây thần dâu tầm về sự việc liên quan đến chuyện quy khư xuất thế. Sau khi nói xong, ông ta lẳng lặng đứng sang một bên chờ chỉ thị của thanh đế. Đợi một hồi thì cũng qua mất nửa ngày, ngay khi đại tù trưởng cân nhắc có nên nhắc lại chuyện này hay không, một tiếng thở dài thường thượt từ cây thần dâu tầm truyền đến, sau đó là một giọng nam trầm trầm tao nhã vang lên, mộc tộc sẽ không ra tay. chương 529, Thiếu niên oán lữ 1 Thanh đế, Vũ Ngưỡng Thiều, cái tên này đã được lưu truyền ở Hồng Hoang Xuyên suốt 3.000 năm rồi, không có ai biết chính xác rốt cuộc thanh đế đã sống được bao lâu. Thân làm thần của Bách Hoa, hay còn gọi là Xuân Thần, thanh đế giữ gìn thanh xuân, thọ nguyên tựa hồ trường tồn vô tận. Nhưng mà trong trăm năm trở lại đây, thanh đế vẫn luôn bế quan trong núi không tang, khiến quy khư hồng hoang cứ đoán giả đoán non, có người nói thanh đế đã giả rồi, thọ nguyên đã đến giới hạn. Tin đồn này sau khi nổ ra, chẳng mấy chốc đã lan truyền trên diện rộng tại hồng hoang, trong đó người đặc biệt chú ý đến nhất lại là hiên viên đế của thổ tộc. Thổ tộc chính là nhân tộc hùng mạnh nhất tại quy khư hồng hoang, bề ngoài liên minh với hỏa tộc, nhưng thật ra thổ tộc đã sớm ngấm ngầm chiếm lấy lòng trung thành của hỏa tộc. Nguyên nhân hiên viên đế không muốn rút khỏi hồng hoang, cố chấp ngồi chếm trệ trên ngôi vị chủ nhân hồng hoang là bởi vì sự tồn tại của thanh đế. Bạch đế kim tộc có thể phát binh chinh chiến, nhưng mà chỉ cần thanh đế không công nhận vị trí cai quản hồng hoang của ông ta, hiên viên đế hoàn toàn không dám tự mình làm chủ. Nghe thanh đế nói mộc tộc sẽ không tham chiến, lòng đại tù trưởng mộc tộc có chút khó hiểu. Quy khư xuất thế, đảo loạn âm dương, không chỉ thế giới bên ngoài chịu ảnh hưởng, mà còn liên lụy đến chúng sinh hồng hoang. Vận mệnh của mỗi tộc đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, đến ngày cường giả thống trị nhất định sẽ nổi một trận phong ba đẫm máu giữa các thế lực mỗi tộc ở hồng hoang về việc còn cơ hội quay về thế giới thực thì vạn tộc hồng hoang sớm đã từ bỏ rồi ngược lại bọn họ nhất thiết phải gia tăng cảnh giác đối với các thế lực ngoại xâm không thể thống kê trong suốt ngàn năm dài đằng đẵng số tộc hồng hoang sớm để xem quy khư là nhà của mình thế giới phía trước vực sâu hồng lư đối với họ tất nhiên là cánh cửa bóng tối chẳng rõ bao nhiêu anh hùng hồng hoang đã tử nạn trong vạn tộc cổ chiến nên không lạ gì chẳng có ai ngu ngốc bằng lòng băng qua biển lớn rộng minh mông kia đâu. Bản tính một tộc vốn không thích tranh giành đấu đá, đại tu trưởng lo lắng một khi chiến loạn bùng nổ trên diện rộng, thì họ nhất định sẽ bị kéo vào vũng bùn chiến tranh. Hiên viên đế là kẻ thông minh kiệt xuất có tham vọng muốn nuốt trọn Giang Sơn, bạch đế kim tộc lòng lang dạ sói ngấp nghé như hổ rình mồi, dù ai trong hai kẻ này bước lên ngôi vị chủ nhân của hồng hoang, chỉ cần thanh đế không có mặt, một tộc tất nhiên phải làm tôi tớ phục tùng dưới chân kẻ đó, đến lúc ấy muốn tiếp tục giữ gìn nền độc lập tự chủ là chuyện quá xa vời. Ngoại trừ những kẻ này, đại tù trưởng cũng có giá tâm của riêng mình, trái ngược với những gì mà Liễu Chi Nhung đã nói, vạn tộc hồng hoang làm gì có ai không hề tò mò chút gì về bí ẩn quy khư chứ. Tương truyền, người giải đáp câu đố hóc búa của quy khư có thể tiến lên núi bất chu trở thành chủ nhân hồng hoang. Hiên viên đế và bạch đế lưỡng bại câu thương, nhân lúc thanh đế còn tại vị, Mộc tộc vì sao không thể thừa cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Nếu như thanh đế đồng ý ra tay can thiệp, ai có lá gan đoạt lấy quyền sở hữu những bí ẩn của quy khư chứ? Thanh đế bệ hạ, lẽ nào chúng tôi không đủ sức tranh giành bí ẩn của quy khư hay sao? Đại tu trưởng nuốt nước bọt do dự nói, không tranh, giọng nói nhã nhận trầm ấm từ trong tang mộc thần thụ là cây thần dâu tầm truyền đến. Xin bệ hạ nói rõ, muốn giải đáp bí mật của quy khư, bắt buộc phải rút kiếm anh hùng trong vực sâu hồng lư thanh kiếm đó vạn tộc hồng hoang không một ai có thể rút được vì thế bí ẩn về quy khư cũng vĩnh viễn bị chôn vùi cho dù đại quân bạch đế đã tiêu diệt tộc tương liễu, nhưng cũng chỉ tiến gần đến bí ẩn đó một bước mà thôi không có kiếm anh hùng thì tất cả chỉ là công cốc bệ hạ người có thể rút kiếm anh hùng hay không ạ quả nhân nếu có bản lĩnh đó cần gì bế quan ở núi không tăng hả nói như vậy bí ẩn về quy khư mãi mãi không bao giờ có lời giải thích hay sao chưa chắc nếu như người ấy vẫn còn sống vị trí chủ nhân hồng hoang chắc chắn thuộc về ông ta. Người mà thanh đế nhắc đến, đại tù trưởng tất nhiên cũng đoán được là ai. Đã ba ngàn năm trôi qua, không rõ sau khi mang đảo Kim Ngao ra khỏi quy khư thì ông ấy có còn sống hay không. Nhận được chỉ thị của thanh đế, đại tù trưởng rời khỏi núi không tang. Sau đó ông ta truyền đạt lại mệnh lệnh, diễn tập quân đội chấn chỉnh thế trận biên phòng, đồng thời tuyên cáo với bên ngoài, mộc tộc không tham dự vào cuộc chiến tranh giành vận mệnh hồng hoang chương 530, thiếu niên oán lữ 2. Đại tu trưởng vừa rời đi không lâu, thanh đế xuất hiện trên đỉnh tang một thần thụ. Mặc một bộ quần áo màu xanh, dung mạo nho nhã, tay cầm sáo ngọc, trên eo vắt thanh trường kiếm. Nhìn hình dạng của trường kiếm thì đây vốn không phải kiếm của dũng sĩ hồng hoang dùng để chiến đấu, nó thật sự là một thanh kiếm pháp sư trai chám. Một khúc tiên âm đã thổi xong, thanh đế thu hồi sáo ngọc rồi rút ra thanh kiếm pháp sư trai chám giữa eo. Thân kiếm khắc chi chít vô số phù văn, mỗi một phù văn đều có liên quan đến pháp thuật thần thông tiên thiên ất mộc không ai có thể ngờ đến thứ đệ nhất chiến lược hồng hoang thanh đế tu luyện vốn dĩ không phải công pháp khẩu quyết do ý chí thái cổ thần ma khai triển ra mà chính là đạo thuật nhân gian từ lúc quy khư thôn vệ hồng hoang đến nay hai thế giới chưa từng giao lưu gì với nhau thanh đế tất nhiên cũng không có cơ hội đến nhân gian đạo của ông ấy chỉ được học trong quy khư vậy người truyền đạo cho ông ấy là ai đáp án tất nhiên không cần đoán cũng biết bởi vì nhân gian chỉ có một người từng đến quy khư trước khi quy khư xuất thế, người đó pháp truyền lục đạo, nên việc ông ấy truyền đạo cho thanh đế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thanh đế dùng tay chạm vào thân kiếm, mỗi khi ngón tay ông ấy lướt qua phủ văn, thì chúng sẽ sản sinh ra những phiến lá màu xanh, từ từ rơi xuống. Ngay sau đó, tang một thần thụ lóe lên ánh sáng màu xanh chói lóa, tựa như đóa hoa nở phất phới giữa mùa xuân. Khi ngón tay thanh đế chạm vào mũi kiếm, ngón tay bỗng nhiên đau đớn, một giọt máu tươi đỏ thấm nhiễu xuống, tròn trịa và bóng lưỡng như mã não. Tâm ý thanh đế vừa lay chuyển, lấy khí thức tiên thiên ất mộc diễn hóa ra một chiếc lá to bằng nắm đấm, dùng máu tươi trên đầu ngón tay viết ra dòng chữ, đệ tử ma đạo liễu ngưỡng thiều, bái kiến ma đạo tổ sư. Viết xong, chiếc lá phiêu giạt bay đung đưa theo ngọn gió tiến về hướng núi Bắc Ninh ở phía Bắc. Núi Lưu Ba cách lãnh địa tộc Đông Di sống ven sông Lạc Thủy khoảng tầm vạn dặm, quy khư hồng hoang không thể ngự không, dù có là thân pháp xuất quỷ nhập thần của Thùy hỏa cũng phải mất hai ngày mới đến nơi. Trong thời gian hai ngày này, Hiên Viên Đế đã hoàn thành việc tập kết đại quân. Đại quân được tuyển chọn xong xuôi, Hiên Viên Đế nhảy lên đài điểm tướng, bắt đầu đọc tuyên thệ, chuẩn bị tiến đánh núi Bắc Minh. Dưới núi Thủ Dương, thổ tộc và hòa tộc tập hợp trăm vạn đại quân, dàn trận chỉnh tề, sĩ khí chiến đấu sục sôi. Thổ tộc đã hơn mấy trăm năm không có chiến sự, nhưng quân uy vẫn hết sức nghiêm chỉnh, khiến người dân toàn tộc vừa ngưỡng mộ vừa tự hào. Hiên viên đế mặc một bộ chiến giáp hoàng kim, kiếm hướng thẳng về Bắc Minh, sĩ khí hào hùng chấn động cả đất trời. Lễ điểm tướng kết thúc, đội quân tiên phong do hiên viên tế quang dẫn đầu xuất phát trước, đội quân tiên phong tổng cộng khoảng 30 vạn người, chiến sĩ có chiến lực nửa bước thiên tôn gần 50 người. Chỉ một đội tiên phong này đã đủ đối phó binh lực của các tộc khác ở Hồng Hoang, trừ kim tộc ra. Dân số kim tộc chỉ vỏn vẹn bằng một nửa thổ tộc, sự cường thịnh xuất chúng của quân lực kim tộc nằm ở vào việc gia nhập của tộc Hắc Long xuất thân từ thủy tộc, nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh của kim tộc chắc chắn không có tư cách tham gia cuộc chiến tranh hùng tại hồng hoang với thổ tộc. Đội quân tiên phong đã khởi hành, đội quân chủ lực do xích đế chỉ huy từ từ theo sau. Hiên viên đế chấn thủ thành thủ dương, hắn vẫn còn tâm sự chưa nghĩ thông, đó là chuyện về ma đạo. Thành thủ dương nhìn có vẻ đã cạn kiệt binh lực, nhưng thực chất vẫn luôn ẩn giấu sát cơ, mà kiêm hà cũng như ba ngàn xạ thủ đến từ tộc Đông Di đang chờ lệnh ở núi thủ dương chính là mồi nhử của hiên viên đế. Việc tộc Đông Di phản bội đã khiến hiên viên đế nổi trận lôi đình, vì vậy hắn đã phái 50 vạn chiến sĩ thổ tộc tinh nhuệ nhất toàn bộ ở lại phục kích trong thành thủ dương, cao thủ đẳng cấp nửa bước thiên tôn ẩn nấp trong thần điện hiên viên có đến hơn trăm người. Trong số cao thủ ngút ngàn ở đây, tất cả đều là những nhân vật có máu mặt của thổ tộc và hỏa tộc, mỗi người đều sở hữu chiến lực có thể xưng vương xưng bá một gói. Nhìn có vẻ thổ tộc đã dốc hết toàn bộ binh lực tiến đánh Bắc Minh, thực chất sát cơ lợi hại nhất vẫn còn đang ở thành thủ dương. Hiên viên đế dự định đến khi ma đạo chính thức xuất hiện, rồi sẽ đánh một đòn tóm gọn họ và tộc Đông Di, giết sạch không lưu lại hậu hoạn. Không chỉ mỗi thành thủ dương ở núi thủ dương ẩn giấu sát cơ, xung quanh lãnh địa tộc Đông Di cũng đã sắp xếp trinh sát từ thổ tộc chờ sẵn ở đấy để thừa cơ hội phục kích. Chúng bí mật giám sát mọi nhất cử nhất động của tộc Đông Di, một khi xuất hiện biến cố, liền sẽ lập tức báo cáo tình hình về thần điện hiên viên. Chớp mắt thời gian hai ngày đã trôi qua, trinh sát vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào. Trong hai ngày này, tộc nhân của tộc Đông Di đóng cửa trốn trong nhà, ngoại trừ hôm thực hiện nghi thức tẩy lễ nguyệt thần ra, không còn động thái nào khác. Nửa đêm hôm sau, bầu trời phía nam đột nhiên thay đổi dị thường. Thủ lĩnh đội trinh sát cường lương là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong vương giả thổ tộc, chiến lực có thể sáng ngang với nửa bước thiên tôn, hắn là kẻ đầu tiên phát hiện ra điểm báo bất thường này. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một vật to lớn khổng lồ xuất hiện, cự long, không, chắc hẳn chính là tổ long trong truyền thuyết. Con tổ long này rõ ràng chưa trưởng thành, thân chỉ dài hơn trăm trượng. Con tổ long trưởng thành phải dài đến ngàn trượng, khí thế bất phàm, uy nghiêm càn quét thiên địa. Cường Lương ngưng thần tập trung quan sát, sau đó phát hiện con tổ long chưa trưởng thành này thân mang trọng thương, mà còn rơi vào trạng thái suy kiệt. Thấy vậy Cường Lương vui mừng khôn xiết, toàn thân tổ long đều là bảo vật, nếu giết được nó chắc chắn sẽ làm Hiên Viên Đế hài lòng, lấy được cái danh anh hùng giết rồng. Lúc Quy Khư nuốt trừng hồng hoang thì ba đại thần thú hỗn độn có chiến lược thần cấp đã bị phán lưu đầy vào hư không, tàn dư của các tộc yếu ớt lại bị vạn tộc hồng hoang liên tục săn đuổi. Bất luận là Tổ Long hay là Phượng Hoàng Thủy Kỳ Lân đều đã biến mất suốt mấy ngàn năm qua, chỉ nghe nói ở sâu trong núi Lưu Ba vẫn còn hậu duệ của chúng sống sót. Nhưng mà núi Lưu Ba nguy hiểm trùng trùng chính là tử địa của nhân gian, không kẻ nào có gan tiến vào bên trong truy tìm tung tích của bọn chúng. Con Tổ Long nhỏ tuổi trước mặt này không biết từ đâu chui ra, nhưng đối với cường lương mà nói, đây là quà tặng từ trên trời rơi xuống. Chỗ mà tổ long xuất hiện, cách tộc Đông Di khá xa, vì vậy cường lương cũng không lo bị người của tộc Đông Di phát hiện, lập tức dẫn 200 quân phục kích xông thẳng đến chỗ tổ long đáp xuống. Cũng là bọn chúng gặp may, chưa cần động thủ, còn tổ long toàn thân đầy thương tích và kiệt sức kia đã rơi ẩm xuống đất từ độ cao vài chục trường. Thấy vậy, cường lương không thể áp chế sự vui sướng trong lòng, cười to mấy tiếng ha ha rồi vung đao về phía tổ long chiến lực cường lương vốn mạnh mẽ, một đao đánh xuống, tổ long hét lên một tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh, thân rồng to lớn không ngừng vùng vẫy, uy lực của một đao kia quá lợi hại, nó hoàn toàn không thể tránh được đao chảm kim của cường lương. Cường lương đắc ý, thấy tổ long đã không còn sức lực để phản công, bèn hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào được xen vào, hắn muốn một mình đoạt lấy cái danh giết rồng. Ánh đao sắc bén không ngừng lóe lên, phải rồng bay tung tóe, tiếng thét thê lương của tổ long vang lên ầm ý. Đột nhiên, Cường Lương chém một đao ngay vị trí phải ngược của Tổ Long. Tổ Long lúc này giống như con cá chép trên chảo dầu nóng, vết thương đau thấu tận tâm can khiến cậu ấy nhảy từ dưới đất lên không trung. Đầu rồng to lớn liều mạng bay về hướng Bắc, hướng Bắc có người mà cậu ấy nhớ nhung nhất trên đời. Mắt thấy bản thân sắp rơi xuống Tổ Long đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, ngay lúc cậu ấy chờ đợi cái chết sắp cận kề, cậu ấy nhìn thấy một mũi tên. Mũi tên treo trong tay một thiếu nữ đang mặc một bộ thanh vũ giáp đầu đội vương miện nguyệt thần, thiếu nữ đang khóc nức nở, từng giọt lệ theo làn gió tán ra xung quanh. Trong mắt cô bé không còn một chút ánh sáng nào, đôi mắt trong veo đã hóa thành đen kịt trống rỗng. Giống như Thùy Họa đọc khẩu hiệu của Thái cổ tử thần lợi nhãn sát lục sinh mịch, lực lượng trọng thương thần hồn, sau khi A Lê hiện thân đã đọc ra câu sấm ngữ thuộc vệ Thái cổ Nguyệt Ma. Nguyệt quang dáng lâm chi thời, hắc ám như ảnh tùy hình. Đọc xong, A Lê bắn ra mũi tên xé gió.